Thưa đại chúng, trong này có một câu hỏi. Kính thưa thầy Pháp Hòa, con có câu hỏi về chủ đề thương yêu trong cuộc sống. Làm sao để có thể có một tình yêu thương đích thực, một tình yêu ít điều kiện và có trong nhiều sự hiểu và thương? Thật ra thì cái câu hỏi nó cũng đơn giản, nhưng mà nó là một cái đề tài lớn trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Bởi vì nói cho cùng thì ai cũng cần tình thương cả, cũng giống như bất cứ loài hoa, loài cỏ, loài cây nào cũng cần nước hết. Tình thương cũng rất cần cho cái đời sống của con người. Tình thương là mình nói nó nhẹ, mình nói theo chữ nghĩa là tình yêu. Nhưng mà thường thường chúng ta hay bị chữ nghĩa nó làm khổ mình lắm. Nghe tình yêu cái là mình nghĩ có một thứ một à, chỉ tình yêu nam nữ thôi. Còn trong thế đó thật sự thì tình yêu nó còn có tình yêu của cha mẹ, tình yêu của bạn bè, của thầy và trò, của chị em vân vân. Và nói nhẹ nhàng theo tiếng Việt là tình thương. Và khi mà chúng ta có một người nào đó thì chúng ta cứ thương thôi. Nó không cần phải nói là nên thương, phải thương gì cả. Giống như cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo gì, mẹ là thương con, chứ không cần phải nói là mẹ phải thương con. Nó hiển nhiên một cách tự nhiên như vậy. Mẹ trở thành hiển nhiên như trời đất, như mặt trời, như mặt trời, như quả đất, như một vầng trăng. Mẹ hiển hiện trong cuộc đời mình tự nhiên như là mặt trời, mặt trăng và trái đất này vậy. Cho nên tất cả tình thương nó bình thường, nó bình an như vậy đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không có được một cái thương bình đẳng, mà chúng ta thường có một tình thương chiếm hữu. Chiếm hữu tức là không phải mình muốn về cái người đó của mình thôi. Cho nên mình hay tiếng Mỹ nói be mine, tức là hãy thuộc về tôi. Mà cái người đó mà lỡ mà chưa suy nghĩ kỹ yes cái rồi á, là coi như là you are mine, đúng không? I am yours. Thành thử ra mình làm khổ nhau bởi những cái chữ chiếm hữu đó. Cho nên trong tình thương á, mà thí dụ như giờ mình chiếm hữu, mà trong khi mình chiếm hữu đó, mình cũng phải tự tại rằng mình biết rằng trong cuộc đời này cái gì mình có sở hữu đi nữa đó, thì cái sở hữu đó cũng chỉ là tạm thôi. Ví dụ như cái thân này nè, của mình nè, mình kêu là mình sở hữu cái thân, nhưng mà nói cho cùng là mình được quyền 100% không? Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh à? Nó muốn ngủ luôn lúc nào nó ngủ luôn à? Mình đâu có quyền say no với nó đâu. Vậy thì mình nói cái sở hữu đó cũng chỉ là tạm thôi. Rồi mình mua một cái nhà 500 ngàn mình ở, ai hỏi mình nhà này qua nhà của tôi, trên giấy tờ là của tôi, nhưng mà mình đừng quên rằng cái giấy đó ký xong còn nạp nhà băng á. Tại vì mình chưa trả hết cái mortgage thì tờ giấy đó chưa thật sự của mình. Cho nên nói cho cùng là cuộc đời này không có gì của mình trọn vẹn cả. Nhưng mà trong khi chúng ta có nó, chúng ta hiểu nó, cho nên chúng ta protect nó, chúng ta làm đẹp nó cho hạnh phúc. Ví dụ như mình biết đây là cái ly dễ bể, sở hữu sở thủy chung cái ly này sẽ bể, sẽ hư hoại, nhưng mà vì mình biết được bản chất của nó là một loại sành, rớt là bể, cho nên cầm phải cẩn thận. Mà lỡ nó có bể thì mình nhận ra rằng cẩn thận cỡ nào cũng có ngày nó bể, tại vì đủ duyên nó bể thôi. Cho nên trong tất cả hiểu nó, nhận dụng nó mà hiểu nó. Thế thì cũng như vậy. Thí dụ bây giờ người đó thuộc về chồng mình, rồi giờ gặp cho là chồng mình, rồi giờ mình lấy người đó làm chồng, sở hữu của mình rồi phải không? Thì cố gắng mà hiểu chồng, để thương chồng, để sống với chồng mà hạnh phúc với chồng. Thì ngược lại cũng vậy, chúng ta có thương nhau rồi, nhưng mà muốn giữ cái sở hữu đó lâu dài hơn vài chục năm trọn vẹn như ý mình không, thì phải hiểu cái bản chất của cái vật sở hữu đó, của con người mình sở hữu đó. Thì để làm gì? Để làm hạnh phúc cho nhau trong cái cõi đời tạm bợ mấy mươi năm này, để đừng làm gây khổ nhau nửa đường vậy thôi.
Chứ còn nói là trọn vẹn nghĩa là tới khi nào mình già mình chết thì kêu là trọn, nó trọn của kiếp này thôi. Chứ còn đâu có gì trọn mãi đâu. Đó. Ngay cả khi chúng ta tu cũng vậy thôi. Bây giờ mình được làm người tu rồi, nhưng nếu chúng ta không ý thức được cái hoàn cảnh của mình, cái hoàn cảnh của mình, cái lý tưởng của mình, cái tâm tu của mình, cái bồ đề tâm của mình, tu nửa chừng nó cũng rơi rớt nữa, chứ đừng nói là cạo đầu mặc áo rồi là vững đâu. Phải hiểu được cái môi trường sống của mình để tự mình bảo hộ, thúc liễm lấy mình. Mình tu là mình phải hiểu được cái hoàn cảnh. Cái thời trước á, mấy chục năm trước thời nghèo á, coi vậy nghèo vậy đó mà cái sự tu nó dễ. Còn bây giờ cái gì cũng có hết, tu nó khó. Tại vì cái gì cũng có, tu nó mới khó. Tại vì mình dễ có mà cái có được rồi á, mà khi không có chịu nổi. Thành nổi cái điện thoại thôi nè. Mấy chục năm trước chúng ta ngồi đây tỷ phú không có điện thoại cầm tay. Nhưng giờ này cô Ly cũng có cầm tay điện thoại mà hàng hiệu bao nhiêu đó. Một bà cụ 90 tuổi cũng cầm iPhone 14 mà không biết tắt, không biết ốp cái chuông nó chỗ nào, biết nó làm sao hết, nhưng mà phải có cái phone. Nó là một cái vật bình thường. Cho nên chúng ta có một cái gì đó không có lỗi, nhưng mà cái quan trọng là mình biết được cái bản chất của nó, cái gì để chúng ta sống được với nó an lành hạnh phúc. Có hiểu mới có thương, mà thương rồi thì phải hiểu. Ví dụ như á, mình cắt cái hoa hồng, mình trưng một cái hình thức như thế này, và mình để một cái chậu hoa, cũng là hoa hết, nhưng mà hoa trong chậu sống lâu hơn hoa cắt trên cọng mình cắm. Hiểu được bản chất của mọi loại thì mình tưới nó như thế nào, mình chăm nó sóc nó như thế nào, và mình hiểu bản chất cái cây trong chậu nó sống lâu hơn cái hoa ngoài này, cho nên lỡ hoa này có đi trước thì cũng nói đó là chuyện đương nhiên thôi. Ở trong kinh Hải Đảo Tự Thân, Đức Phật nhìn xuống thấy các thầy buồn quá, tại vì thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên mất rồi, hai thầy lớn mất rồi, cho nên các thầy trẻ buồn. Đức Phật nói: nhìn thấy đại chúng hôm nay, tôi thấy một khoảng trống lớn, đó là vì hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã niết bàn. Các vị đừng vì hai thầy mất mà buồn. Như một cái cây, nó cao thì cái nhánh nào cao nó gãy trước, cái cây nào mà nó già thì nó phải chết trước. Đó là chuyện đương nhiên, rồi mai này tôi cũng phải như vậy. Các thầy đừng vì sự kiện ra đi mà chúng ta buồn khổ, mà chúng ta biết được bản chất của nó. Và các thầy đừng có nương tựa vào bất cứ cái gì, mà phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Cho nên mình có mình cái người nào đó, vật nào đó, hễ có cái gì phải biết cái nấy để giữ nó lâu vậy thôi. Thí dụ như cái phone, mình có cái phone là sở hữu cái phone, nhưng cái phone không thể để vô nước rửa như là mình rửa cái một cái vật bình thường được, như cái muỗng, cái ly được. Mà cái phone nó rớt xuống là nó có thể bể, mà cái chuông nó rớt xuống có thể nó không bể, cho nên vì nó bằng đồng, thí dụ vậy. Cho nên mình có cái gì thì mình nên biết về cái bản chất của cái đó để mình có thể giữ nó được tốt hơn thôi. Nhưng mà vẫn biết nha, rồi một mai này ta sẽ xa nhau. Cho nên đó là một cái câu năm trong năm cái phép quán: tôi thế nào cũng phải già, tôi không tránh thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tôi thế nào rồi đây cũng sẽ buông bỏ những người thân của tôi. Tôi không thể nào tránh được cái giờ phút buông bỏ người thân. Không có cái gì tôi có thể mang theo được, dù là tiền của vật chất địa vị. Chỉ có một điều tôi có thể mang theo được, đó là tội hay phước. Năm điều chúng ta thường xuyên quán.
Thì chúng ta cũng quán như vậy. Một người nam cũng có những cái tật của một người nam, nhưng mà không người nam nào giống người nam nào hết. Cho mình sở hữu cái người nào, mình phải tìm hiểu về người đó để đáp ứng, để bồi đắp, để nhu nhuyến, để tùy thuận, để nhẫn nại mà đắp đổi, mà sống qua ngày cho vui vẻ với nhau. Cái đó gọi là thương. Sau đó phải tìm hiểu. Thích cái hoa lan, mua hoa lan về phải tìm hiểu về hoa lan, coi hoa lan này phải dưỡng như thế nào để trồng lan không bị chết sớm. Thích cái hoa hồng thì phải hiểu về bản chất của hoa hồng, để tưới nó, để phân bón nó như thế nào cho nó đúng, để hoa hồng có thể tạm ở với mình. Mình có một người nào đó, mình phải hiểu người đó. Cho nên thầy trụ trì có chúng đông, thầy cũng mệt lắm đó. Thầy cũng phải hiểu hết tánh tình của những người chúng trong một ngôi chùa đó. Một mình thầy cũng mệt, vì cái việc gì của mình thầy làm. Nhưng mà 10 người về phụ thầy cũng mệt, tại vì người ta phụ mình. Nhưng mà sau đó mình phải hiểu 10 người này, để làm sao người ta sống với mình mà người ta hạnh phúc. Vậy thì ở trong chùa cũng giống ngoài mình thôi, chứ đâu phải hơn gì đâu. Phải sống chung là phải đụng, chung đụng mà, phải không? Mà đụng là phải cháy, đại chúng là đụng cháy đó. Cho nên mình hiểu nhau rồi thì mình có thể lân mận với nhau được. Cho nên thương với hiểu, từ bi và trí tuệ, đó là bản chất của đạo Phật. Từ bi gọi là thương, trí tuệ gọi là hiểu, vậy thôi. Mà người nào mà hiểu nhau rồi, sống với nhau, đắp đổi với nhau, an hòa với nhau, người đó là đạo Phật, dù họ chưa bao giờ quy y, dù họ có thể không biết gì để đạo Phật, nhưng mà họ đã đạo Phật rồi. Họ đạo Phật bằng cái thể tánh của đạo Phật là từ bi trí tuệ. Còn mình mà có là đạo Phật, có quy y đó, mình hiểu pháp nhiều hơn rồi thì mình có nhiều phương pháp hơn, dễ thôi. Cho nên có Phật pháp là có phương pháp. Mình có Phật pháp nhiều thì mình sẽ có nhiều phương pháp để sống. Mình dời nó qua ngoài nắng, xích nó vô bên trong. Quý vị thấy ở những cái xứ lạnh, người ta trồng cây kiểu như vậy. Hễ tới mùa lạnh là người ta phải lấy vải bố, người ta ủ cây lại, người ta đem vô gara, người ta cất. Rồi mùa hè người ta mới mang ra. Rồi có những loại cây nó không thể chịu nắng nhiều, có những loại cây nó chịu bóng mát, có những loại cây nó chịu nước nhiều, có những loại cây nó không chịu nước. Như trồng lan đâu cần tưới nước, chỉ để nước đá là được rồi. Cần lan không phải cần tưới giống như những cây thường, nó lâu lâu spray nó ít nước thôi, rồi để nước đá vô trong cái chậu lan đó cho nó mát, nó tan từ từ, dưỡng lan được lâu, vân vân. Thật ra có bất cứ cái gì cũng phải cần hiểu đó. Ngay cả thí dụ bây giờ mình mời một người khách tới, mà nếu mình mà biết được người khách có thể ăn được cái gì, uống được cái gì thì dễ dàng cho mình hơn trong việc chăm sóc, lo lắng, tiếp đãi. Còn không có thì mình hơi mệt, tại vì mình không biết làm cái gì để người ta có thể ăn được, uống được, vân vân. Cho nên chuyện đó rất là bình thường và rất cần trong cuộc sống. Và nó tự nhiên vậy thôi, chứ đâu cần phải nói là phải ai tôi mới hiểu. Dạ không, người nào cũng cần được hiểu đó. Quý vị có nhớ cái bài mà khi biết em mang kiếp cầm ca không? Muốn yêu và muốn được yêu, ai cũng cần yêu và cần được yêu cả. Nhưng mà nếu mình yêu người đó mà không hiểu người đó thì mình sẽ làm cho người đó khổ. Cho nên mình thương người đó là phải hiểu người đó, để mình mang cái thương của mình tới nó trọn. Còn không thì mình càng thương họ càng bị thương, tại vì họ cảm thấy họ bị thương chứ không phải được thương. Rồi một ngày nào đó họ chịu không nổi mình thì họ phản bác lại, thì mình bị tổn thương. Một người bị thương, một người tổn thương. Mình tại sao tổn thương? Tại vì mình thấy rằng mình đã đem hết cho tình yêu, mình đem hết tình yêu cho người đó, gì đó, dân tình yêu hiến dân cho người đó. Rồi bây giờ tôi không còn tin, tại vì tôi đã lỡ dâng hết tình yêu cho người đó mà rốt cuộc tôi không được gì hết. Cho nên mình
người đó họ phản bác lại thì mình bị tổn thương và mình tức lắm. Mình thấy mình đâu có làm gì sai, mình thương thôi mà tại sao người đó lại đối với mình như vậy? Tại vì mình không biết cách thương. Cho nên một người bị thương, một người tưởng tổn thương, rồi cả hai vô nhà thương. Vậy thôi. Chồng con bị bệnh nặng, con dùng tịnh tài, tịnh vật để làm công đức hồi hướng cho chồng con. Con cũng xin các vị đồng tu, các group trang Phật Pháp xin câu niệm Phật hiệu để hồi hướng cho chồng con. Nhưng chồng con nói cái đó không có tác dụng, không có công đức gì hết. Phước ai người ấy hưởng, con không thể làm những việc đó mà bồi đắp công đức thêm cho chồng con được. Nay con muốn xin thầy giải đáp. Thì đạo hữu nói cũng không có sai, phước ai thì nấy hưởng, đúng rồi. Nhưng mà mình cũng có quyền cho. Thí dụ như giờ Pháp Hòa có được 5 cái bánh thì đó là phước Pháp Hòa qua hưởng. Nhưng Pháp Hòa cũng có quyền chia sẻ vậy phải không? Đâu có gì để không trở đỡ ngại đâu. Cũng giống như vậy, có nhiều vị hỏi là thí dụ bây giờ mình Phật giáo rồi đánh tan người thân mình đi, rồi cái một người bạn đó người ta đến người ta làm dấu, người ta tụng kinh thánh được không? Pháp Hòa nói được hết rồi. Người ta đâu có tới người ta chửi mình đâu, không được. Người ta tới người ta đọc một lời kinh theo cái tín ngưỡng của người ta là một cái quan trọng, là cái việc làm đó nó xuất phát từ cái tâm thiện của người ta, qua công thức của người ta. Tại sao không được? Cũng như thế, mình có phước, mình muốn hồi hướng cho ai đó là từ cái tâm của mình gửi cho người đó bằng cái năng lượng thiện lành của mình. Nhưng mà cái hưởng được bao nhiêu thì tùy theo sức khỏe của mình. Ví dụ như giờ ta cho mình một cái muối sầu riêng, nhưng mà tại mình bệnh mình ăn không được thì mình ăn miếng chơi cho vui vậy thôi, chứ đâu ăn nhiều được. Thành nếu người ta cho là một cái quyền của người ta, cái tâm lành của người ta, quan trọng là mình có phước để hưởng không, mình có khả năng để hưởng cái phần đó không. Cho nên cho là nhận, nhưng mà cuối cùng mình phải ráng tu để mình đủ sức mình tiếp nhận cái đó. Cũng giống như mình ráng khỏe để ăn được trọn hết muối sầu riêng, còn không khỏe thì ăn miếng cho vui thôi, chứ còn không ăn nhiều được. Cho nên ai cho cũng được hết. Mà hơn nữa, khi người ta hồi hướng là cái việc đầu tiên là từ tâm lành của người ta. Ví dụ như con cái đi mua cái gì về cho mình, nhiều khi nó mua không trúng mình ý mình, nhưng mà cái quan trọng là mình phải nhận ra cái gì từ nơi đứa con. Cái tâm nhớ nghĩ của con nó nhớ tới mình, nên nhận cái đó trước. Nhận cái tâm lành của đứa con nó nhớ mình trước, còn cái chuyện vật chất tính sao. Cho nên ở ngược ở bằng này cũng vậy, người ta cho mình đó là từ tâm lành của mình. Và mình mặc dù không có trọn vẹn hưởng hết, tại vì ta cho trong 7 phần ta cho mình một mà đó, thì mình hưởng được một phần đó thôi. Còn tự thân phải nỗ lực để sao nó, mình là cái chánh báo. Còn tất cả những gì người ta cho mình chỉ là cái phụ, cái y thôi, còn không phải là người ta cho vậy là mình được. Tự thân cũng phải đủ phước, còn những cái người ta cho thêm. Ví dụ như mình đã coi mình đi du lịch á, chuẩn bị đi về Việt Nam á, là tự phải lo tiền chứ, tự phải lo biết chắc rằng mình đủ khả năng mới dám tuyên bố là tôi đi về Việt Nam chứ. Còn cái chuyện con cái mà cho thêm á, cho má lấy, xin thì không xin, mà đương nhiêu cũng lấy hết. Nhưng mà tự thân má phải lo cái túi tiền của má trước khi các con cho. Còn các con có cho là cho thêm, cho nên không sao cả. Thành thử ra, và hơn nữa đó, mình đem cái công đức vậy mình cúng dường đó. Đó. Ngay hiện tại là mình cũng đã nhận được cái tâm xả ly của mình, người kia tiếp nhận cái phần cúng dường của mình, người ta đem cái tâm thiện lành, cái công phu tu tập hướng về cho người đó, tốt hết rồi. Tại tất cả nó ở cái năng lực tu tập và niệm lành gửi cho nhau. Bạch thầy, mỗi sáng con tụng kinh cầu an sám hối, có cần giờ nhất định? Dạ thưa không cần. Tùy thí dụ mình không có việc gì trở ngại hết thì nên quy định một giờ. Nhưng mà cái quy định đó, nó nằm ở trong cái gọi là tội lỗi hay đúng luật gì không? Không.
Nhưng mà mình quy định cái giờ để làm gì? Để cái đó là cái sự thúc liễm nhắc nhở mình, không có để cái sự giải đãi nó có mặt. Thí dụ mình không bận rộn gì hết, ngày nào mình cũng buổi sáng đó là mình rất là có thời gian, thì quy định 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ gì đó. Để chi? Để thành cái ấn định giờ, để giúp cho cái tâm mình nó ấn vào đó. Chứ không phải là mình nói thôi kệ đi, ở nhà là tụng giờ nào cũng được. Thì cái này cũng không tội, nhưng mà mình rơi vào cái trạng thái là gì? Giải đãi và không có nhất, không có chuyên nhất. Vậy thôi. Ấn định giờ là để có một cái điểm để tâm mình phải hướng về. Ví dụ như hôm nay nè, mình quy định là 9 giờ rưỡi giảng, 2 giờ rưỡi giảng. Thì quý vị thấy cái giờ ấn định, quý vị muốn đi giờ nào quý vị về. Còn thầy trụ trì cũng nói khơi khơi à, kệ về đi, tới đâu tính tới đó. Thì làm sao người ta biết được giờ nào làm cái gì mà người ta sinh hoạt, phải không? Thành tựu giờ phải ấn định. Cho nên chúng ta gọi là ấn định, nghĩa là định cái giờ đó rồi thì phải xác định như một cái dấu ấn không thay đổi. Ấn định cái giờ đó, mình định rồi là phải ấn. Cho nên hãy cái gì mà quyết định rồi là phải ký. Tại vì mình không phải là vua cho nên không có mọc. Nhưng mà người xưa không xài chữ ký, người ta xưa xài cái tay, lăng tay. Lăng tay là cái ấn, phải không? Ngày nay á, người ta thể hiện cái sự lăng tay qua chữ ký. Rồi đồng thời các hội đoàn xác định cái việc đó qua một cái mộc, giống như ông vua ngày xưa xài ấn. Mà Việt Nam mình kêu là bút sa gà chết. Quý vị hiểu từ bút sa gà chết? Tại vì ngày xưa là có chuyện ăn hối lộ. Hễ muốn người ta làm gì là phải đem con gà lên dân. Hễ ông quan đó, ông cầm cái bút, ông sa xuống là con gà ở nhà mình nó chết á. Nghĩa là phải dâng hiến con gà đó. Nhờ ở đây giờ giấc phải ấn định. Nếu chúng ta available, đó là chúng ta có khả năng giờ giấc, thì nên ấn định để giúp cho cái tâm mình không giải đãi. Còn trường hợp mình đi làm cái giờ nó không có thường, giờ giấc đi làm mình bất thường quá, công việc của mình bất thường quá, thì chừng đó mình sẽ tu theo bất thường. Mình tu theo bất thường là tại vì mình tùy duyên trong công việc. Còn mình có thời gian mà không tu đúng giờ thì mình là buông lung, là giải đãi. Rất rõ ràng như vậy. Để chúng hiểu chỗ này ha. Cho nên có thời gian nên ấn định. Mỗi lần con niệm Phật nhắm mắt và sau khi mở mắt nhận thấy màu sắc tím xanh là hiện tượng gì? Trước khi niệm Phật, đạo hữu có thay gì trên mắt không? Có nhiều khi trét màu xanh quên chùi, rồi ngày mai trét màu tím quên lau. Thật ra đó cũng là một cái hiện tượng bình thường trong khi mình tu tập thôi. Nghe tiếng, thấy tướng, mình nhìn thấy cái gì đó, hoặc là nghe tiếng gì đó, hay là nó cảm giác cái gì đó, tất cả cái đó nó đều thuộc về ngũ ấm hết. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại vì trong quá trình mình tu tập, khi cái tâm mình ở một trạng thái định, thì những cái tưởng của sắc, của những cái hành của sắc, hành của thọ. Thí dụ có nhiều người ngồi tụng kinh đó, thì có cảm giác như ai ở đằng sau, xương sống mình nó lành lạnh, gió hù hụ đằng sau, phải không? Cái đó là gì? Đó là âm thanh. Đó là nó vận hành của âm thanh mà nó trở thành những cái trở ngại cho mình. Đừng quan tâm, đừng quan tâm, biết thôi. Nhưng mà không sợ mà cũng không thích. Phải giữ được cái trạng thái không sợ cũng không thích, mà nhận biết đó là. Tại vì mình thích là mình bị nó lôi, màu sắc nó lôi. Mà mình sợ là mình không dám ngồi tu tiếp. Cho nên giữ trạng thái biết rồi tiếp tục niệm, rồi một thời gian nó sẽ hết. Còn nếu như á, mình muốn an tâm và cầu nguyện nữa, trước khi ngồi tụng kinh niệm Phật, con chuẩn bị vào thời khóa tụng kinh niệm Phật, xin chư vị hộ pháp gia hộ cho con trong quá trình thời khóa của con không có những chướng duyên và trở ngại. Mình sám hối như vậy, mình cầu nguyện như vậy.
Tại mình hễ mặt tâm thiện mình khởi là thiện thần có mặt trợ mình đó. Tâm ác mà khởi thì có ác quỷ, ác thần họ có mặt. Trong cuộc đời này á, thế gian này mặc dù cảnh sát khắp nơi nhưng mà tội phạm cũng đầy dậy, lỗi những cái xấu nó cũng lẫn lẫn trong tâm thức của chúng ta cũng vậy thôi. Hồi xưa mình chưa tu á, ai mà đụng tới mình là mình thấy quýt, mình dòm ngó dữ lắm. Bây giờ mình tu rồi cái bắt đầu mình đưa mắt mình xuống, nhưng mà lâu lâu mình liếc lên chút vẫn còn, nó cũng còn len lỏi đâu đó. Hồi đó là người ta nói mình không khó chịu là mình phản ứng là liền, bây giờ mình không phản ứng ra tiếng nhưng mà ở bên trong. Cho nên cái sân nó có thể hiện qua mấy cách đó. Sân mà nó nổi lên á, thì chúng ta gọi là gì? Sân si, phiền não. Nhưng mà nó âm thầm ở bên trong á, cái phực lửa gọi là sân. Còn cái mà mình để trong lòng gọi là phẫn. Cho nên cái người đó họ câm phẫn, nghĩa là họ tức ở trong lòng mà không có khả năng nói, thì họ biểu hiện qua một cái hình thức là cung tay. Quý vị có thấy phim Tàu không? Ai ăn hiếp nó làm gì cũng được, nó đứng nó chịu trận, mà tay nó có nhiều đứa nó võ thuật nó cung tay kêu răng rắc vậy đó, nghĩa là tao đánh mày được, tao đánh mày chết rồi đó. Phẫn hận, phú là che, não là phiền, đó là những tâm bất thiện không đó. Phẫn hận phú não hại kêu cuốn xỉm rồi đó, đó là những tâm bất thiện đó. Mà tâm lý học nhà Phật á, định nghĩa của mỗi cái tâm hành như vậy. Có những lúc á, mình làm lỗi nhưng mà không có đủ khả năng nhận lỗi, dù một cái chuyện rất bình thường nhưng cũng không dám nhận. Ví dụ như mình lỡ nấu cơm sống thì ta hỏi bữa nay ai nấu cơm, đâu có ai mà đập mình, đánh mình, chửi mình do mình nấu cơm sống. Nhưng mà không biết làm sao cái tật không dám bây giờ dám nhận những cái chuyện đó, thì nó thuộc về tàn phú. Phú là che. Mà hễ mà không dám nhận mà cứ che thì từ cái nhỏ nó sẽ sanh cái lớn đó. Rồi những cái chuyện không đáng nổ cũng đi nổ. Mà nổ vậy cũng có ai, nó không có ai khen gì đâu, mà cũng cứ nổ. Nổ pháo tiểu riết là thành pháo đại. Rồi nếu nổ tới đại bác luôn, đại gia cũng nhiều và đại bác cũng lắm. Đó là những hiện tượng thôi. Mà trong quý vị muốn hiểu cái này là nên học kinh Lăng Nghiêm. 50 ngũ ấm ma, mỗi một ấm ma nó có 10 cái chướng ngại. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một cái đó có 10. 5 cái đó gọi là 50, gọi là 50 ấm ma ở trong kinh Lăng Nghiêm. Mà thường ai tu tập thì hay phải nghiên cứu cái đó, để trong cái quá trình tu tập mình nhận ra được những cái trạng thái đó. Kính gửi thầy, có duyên gặp lại, xin tặng thầy 4 câu thơ. Pháp Hòa mặt đẹp như trăng rằm. Trời ơi, bữa nay trăng 18, bữa nay trăng 19. Lời ăn tiếng nói dịu dàng dễ thương. Không dám đâu, tại chưa đụng chuyện á. Phải chăng Bồ Tát hiện ra, giúp người ra khỏi biển sầu sông mê. Cảm ơn bài thơ của Phật tử Tường Như Nguyện. Xin thầy chỉ giáo thêm về câu chánh đẳng chánh giác. À thì ra khen trước hỏi sau. Này biết tưới hoa nè. Quý vị biết pháp môn tưới hoa không? Ở trong Phật giáo đó, chúng ta có một pháp môn tu này hay lắm, quý vị nên tập. Khi mà mình muốn sửa ai đó, mình khoan đi thẳng vào vấn đề mà mình nên tưới người ta trước. Ví dụ, thí dụ giờ chồng gần đây có những cái gì đó chưa dễ thương, tự nhiên sanh tật. Ông đó nghe, lúc này sanh tật dữ lắm nghe. Là có chuyện rồi phải không? Hôm nào vui vẻ ngồi với nhau, cuối tuần sáng pha cà phê, pha trà ngồi uống. Em cảm ơn anh, 10 năm qua mình sống với nhau rất hạnh phúc. Không biết tháng nay em có làm gì sai không mà anh có những thái độ như... Tức là mình phải khen người ta trước, rồi mình đi vô vấn đề. Cái đó gọi là tưới hoa.
tưới hoa là trước khi mình tỉa hoa mình phải nói với hoa, nựng nịu hoa mới tỉa nó được. Chưa gì hết rồi cầm mới kéo lại tỉa cái rụp. Cho nên quý vị nhớ Quan Âm thị kính với thị màu không? Trời đất ơi, muốn tỉa râu cho chồng thì cứ lúc ổng còn tỉnh thì cứ nói anh để em tỉa râu cho anh, đâu có chuyện gì đâu, đợi ổng ngủ cầm cái kéo tới rỉa ổng. Ổng mới giật mình, ổng giật mình ổng thấy mình đang ngủ mê mà vợ mình cầm cái cây kéo tới, thì ổng đâu có nghĩ là cái chuyện gì khác, mà ổng nghĩ cái chuyện là vợ mình muốn ám sát mình, cho nên mới tá hỏa la lên là vợ muốn giết tôi. Từ đó mới đuổi bà vợ đi. Mà cái thời đó người ta đâu có cho người nam đi vô chùa tu, cho nên cô này phải cải thành nam trang vô chùa tu. Tưởng đâu là bị nhà đình chồng hất hủi, giả thành người nam vô tu rồi á, yên thân cho nên hết kiếp này. Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng mà không ngờ vô trong này gặp cô đi chùa trẻ đẹp tên là Thị Màu. Ông đạo, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tại vì cô Thị Màu cũng thương ổng đó, mà ổng tự biết tôi là con gái, tôi đâu có thương cô được không? Né riết mà cô này cũng tức. Cô thấy ổng ở đâu, cô chặn đường. Ông này né riết cái cổ mới thốt lên câu đó. Ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi, càng thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Thì cái cô này cổ phải đáp lại. Xin thi chủ chứ buông lời quá nguyệt. Nên nhớ rằng tiểu tâm là kẻ tu hành. Tại vì cái nhân mình tưới, mình muốn rỉa râu cho chồng thì cứ rỉa bình thường. Lúc mà ổng còn sống mình rỉa tỉa râu như vậy còn romantic nữa. Nhưng mà tại vì cái tâm tư của con người, đó là cái phản xạ tự nhiên của con người. Cái đó trong Phật giáo tâm lý học gọi là gì? Cái mạt na. Mạt na là thức thứ bảy đó, là cái thức tự vệ. Và khi người ta làm cái gì mình á, ít khi nào mình nói, nhưng mình nghĩ tốt cho người ta lắm, đa phần là nghĩ xấu. Và trong cái tàn thức của mình á, mình cũng nghĩ những cái điều không hay, cho nên hễ cái gì nó tới là mình nghĩ cái xấu liền. Cái memory của mình, cái storage của mình, nó chứa cái xấu, cho nên hễ đụng chuyện là nó phân cái xấu ra liền. Thì cái thức thứ 8 là cái tàn thức á, nó giống như cái hard drive. Mình save cái gì vô thì nó ở trong đó. Mà cái ý thức là giống như cái keyboard. Mình bấm nút nào, mình tìm cái file nào thì nó nhảy ra liền. Và bây giờ mình tu để làm gì? Mình delete mấy cái file đó. Tu là mình delete, mình ngồi thiền là mình delete. Mình biết được cái file nào, cái danh bạ nào mình giữ và cái nào không cần. Tu nó giống như là một cái con người mình, nó giống như cái computer vậy đó. Cái keyboard là cái ý thức. Mà mình bấm cái gì trật làm sao, nó virus liền. Phải không? Y chang như mình với gì nữa đâu. Nói năng hành động không có tư duy, không có suy nghĩ, bấm nút một cái là damage, virus. Tứ hoa là vậy. Bây giờ cô này cô tứ hoa qua xong cô mới hỏi. Xin thầy chỉ giáo thêm về chánh đẳng chánh giác. Cái câu chánh đẳng chánh giác đó, nó có nghĩa là một cái người chánh giác đó, là mình hiểu một cách rất là chân chánh. Và cái giác ngộ đó chân chánh và viên mãn. Có nơi giải thích đó, chánh giác là mình tự lợi, còn đẳng giác là mình lợi tha. Vì vậy cho nên trước chữ chánh đẳng chánh giác nó còn thêm hai chữ phía trước là vô thượng. Vậy thì vô thượng là gì? Là vô thượng là sự dung hòa của tự lợi và lợi tha,
cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Và tiếng đó là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn Samyak Sambuddhi. Chúng ta hay đọc là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chữ chánh đẳng, chữ chánh giác là tự lợi, là tự mình làm lợi cho mình, tự mình giác ngộ cho mình. Mình lợi tha là mình đem sự giác ngộ mình làm lợi cho người khác. Nhưng mà khi nào mà tự lợi và lợi tha viên mãn, bình đẳng, dung thông, nhất như, thì cái đó gọi là vô thượng. Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta có thể chánh đẳng chánh giác, nhưng mà thỉnh thoảng mình chưa được vô thượng. Cho nên khi nói đến vô thượng chánh đẳng chánh giác là nói chỉ cho Phật đó. Người giác ngộ chân chánh, giác ngộ chánh quả, cho nên gọi là quả Phật. Cái nghĩa nó vậy thôi. Và ở đây khi mình giác ngộ rồi, không phải mình an hưởng mà mình còn biết chia sẻ. Cho nên chánh giác là tự giác, chánh đẳng là giác tha. Mà giác, tự lợi và lợi tha, hai cái dung thông viên mãn gọi là vô thượng. Hết giờ nhớ báo nha. Xin thầy cho con hỏi, tại sao người ác lại sống lâu, người hiền lại chết sớm? Em cũng đâu biết. Thật ra cái này á, mình chỉ tạm dùng cái đạo lý nhân quả để chúng ta giải thích. Bởi vì trong cuộc sống này, nhân quả nó có ba loại: hiện báo, sinh báo, hậu báo. Ví dụ như mình trồng cây cà, tháng 6 trồng, có thể tháng 7 có trái ăn, phải không? Thì cái đó là cái trường hợp những loại cây mà nó có trái liền trong cái mùa mình trồng, thì cái đó gọi là hiện báo. Nhưng mà có những loại phải đợi tới một năm sau mới được ăn, thì cái đó gọi là sinh báo. Nhưng mà có những loại phải chờ tới nhiều năm sau mới được ăn, thì gọi là hậu báo. Cây cối nó vậy đó. Thì nhân quả trong đời này, có những cái người ta làm thì mình thấy quả liền trước mặt. Cũng giống như mình tán người ta bạc tai, thì người ta tán mình lại bạc tai. Mình chửi người ta một câu, người ta chửi lại liền. Nhưng mà mình làm một cái gì hại sau lưng người ta, đâu phải liền cái là người ta bị hại liền đâu. Mình phải qua một cái kế hoạch. Cho nên á, những người làm thiện trong đời này, đó là thiện tại làm thiện thôi. Nhưng mà cái quả thiện nó chưa có thể, nó đủ duyên nó có mặt trong đời này, mà phải đợi kiếp sau hoặc nhiều kiếp tới. Cho nên trên mặt bình đẳng của nhân quả thì trước sau thôi. Chẳng qua là chúng ta hơi thắc mắc là bởi vì chúng ta thấy có những cái việc nó không ngay trước mặt mình. Tại mình expect, mình nghĩ rằng hễ cái gì tốt là phải tốt liền. Cũng chưa chắc, cũng chưa chắc. Nhiều khi mình sắc chuối, sắc bầu ra mình phơi, đâu có bao giờ một nắng mà nó khô đâu, phải không? Mình nếu như mà gặp mà trời mưa hoài thì có thể nó không có khô mà nó còn mốc lên nữa. Tại vì nó không đủ nắng mà nó cứ ầm ĩ như vậy là nó hư luôn. Cho nên cái nhân, cái duyên nó không đủ để cái quả này nó khô được. Một cái cây nó trồng nó không đủ, nó có cái trồng là cái nhân, nhưng mà nó không có đủ duyên là nước, là nắng, là thời tiết để nó có quả. Cho nên chữ nhân quả là mình nói tắt. Nhưng mà nói đúng của chữ nhân quả phải nói ba chữ: nhân, duyên, quả. Tại vì không đủ duyên là quả nó không trổ. Nó không đủ duyên thì quả không trổ. Mà chữ báo nghĩa là gì? Báo là cái kết quả, cái quả báo mà mình nhận. Ví dụ như mình học tiếng Anh đó, mình học thì trong vòng một tháng thì mình biết được một tháng thôi. Mình học nhiều năm mới nói tiếng Anh giỏi.
Nhưng mà nếu mình học xong rồi mình ở môi trường nói tiếng Việt không thì cái duyên nó không đủ để tiếng Anh mình nó phát triển. Hồi đó Pháp Hòa học tiếng Anh xong thì Pháp Hòa mới nghĩ á, mình học tiếng Anh xong rồi mà mình cứ sinh hoạt với người Việt không thì chắc từ từ mình cũng mòn hết. Cho nên á, năm 1997 khi mà xây xong tu viện Trúc Lâm, tháng 7 khánh thành, tháng 9 Pháp Hòa mở lớp thiền dạy cho người Mỹ liền, ngay cái 3 tháng sau. Thì cái năm Pháp Hòa mở lớp thiền cho người Mỹ đó, năm đó là có được 5 người. Rồi từ từ họ giới thiệu với nhau, cái số lượng nó tăng lên và trở thành một cái truyền thống. Mỗi thứ 6 tập hợp tất cả những người nói tiếng Anh, mình mới có cơ hội mình nói tiếng Anh. Vậy thì mình cũng tạo cái nhân, mình có cái nhân là biết tiếng Anh rồi, rồi mình phải tạo cái duyên là lớp học, để rồi có cái quả là mình duy trì được cái sinh ngữ của mình, mà mình cũng độ được người Mỹ như tâm nguyện của mình. Cái mùa Covid, Pháp Hòa vẫn không cho các thầy nghỉ. Sinh hoạt của tu viện Trúc Lâm không ngừng nghỉ suốt thời gian dù bắt đầu dịch. Bây giờ tu không được tập trung, tu online. Rồi các thầy á, là nghỉ được nghỉ học, Pháp Hòa không có đi giảng nữa, là bắt đầu mở lớp dạy ở trong chùa liền. Cho nên những cái gì Pháp Hòa muốn thực hiện mà nó cứ thời gian nó cứ lấn cấn không làm được, thời gian dịch một phần lớn Pháp Hòa làm được. Như là chỉnh trang lại những một số quyển sách trong thư viện, dạy các thầy những quyển sách mà Pháp Hòa đã có ý dạy, mà làm được cái việc đó. Nhân, duyên, phải đủ duyên mới được, không đủ duyên nó không có mặt. Thí dụ á, Pháp Hòa qua đây á, mà nếu như á, mà máy bay trục trặc qua cũng không tới được. Mặc dù Pháp Hòa available, đi rồi, chuẩn bị lên đường, ra tận phi trường, quý vị ở đây cũng sẵn sàng, nhưng có điều là máy bay nó không bay. Thiếu duyên, phải không? Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó, 99 cent chỉ cần thiếu 1 cent nữa thôi thì cũng không thể gọi là một đồng. Mặc dù 1 cent nó không là gì cả, nhưng mà nó rất quan trọng với một cái đống 99 cent này. Tại vì nó tác thêm một duyên nữa thì được gọi là một đồng. Cho nên thưa đại chúng, bất cứ nhân quả nào mình tạo đừng có lo. Chỉ có điều á, chỉ sợ chúng ta không đủ lòng nhẫn nại để tạo điều thiện thôi. Chứ còn điều thiện mà đã tác rồi thì không sớm muộn gì nó cũng sẽ có quả. Tại sao một đứa con nít mình mang nó vô chùa, mình cho nó quy y, nó biết gì mà quy y? Thì trường hợp đó phải nói rõ là quy y gieo duyên. Gieo cái duyên cho nó thôi. Nó biết cái gì mà công cha như núi Thái Sơn mà chúng ta vẫn dạy nó. Vậy mình dạy nó cho nó tác cái duyên đạo đức hay là mình nó hiểu? Nó đâu hiểu. Nó tác cái duyên đạo đức thôi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà khi nó đủ lớn rồi tự nó suy nghĩ, công cha như núi Thái Sơn là gì. Mà bây giờ đó lại càng dễ hơn nữa, nó chỉ cần google một câu đó thôi là nguyên bài thơ hiện ra liền, phải không? Cho nên mình đã có một cái công đức là gieo duyên trong cái chủng tử, trong cái tàng thức của mình. Còn nếu như chúng ta tạo một cái điều xấu, sao không thấy quả xấu đến với người đó, cũng yên tâm chuyện đó. Cái nhân họ tạo rồi, mà nếu đủ duyên thì cái quả mình sẽ thấy, chứ không phải bình thường. Cho nên nó tu tập nó có 4 loại: trước khổ sau vui, trước vui sau khổ, trước khổ sau khổ, trước vui sau vui. Có thể bây giờ mình khổ nhưng mà sao mình vui, nhưng mà mình không khéo thì bây giờ vui mà sao khổ. Còn mình không khéo nữa là bây giờ khổ sao cũng khổ. Còn mình khéo nữa thì bây giờ vui sao lại vui. Tùy mình thôi. Mình tuệ giác tới đâu mình tu tới đó. Ăn một miếng bánh no một cái bánh, ăn hai cái bánh no hai cái bánh, không ăn thì không no, có ăn là có no, và tùy theo mấy cái mình ăn thôi. Cái yên tâm mà tu. Pháp Hòa hay đùa đó, Phật
Phật giáo là coi như là Đức Phật của mình là coi gửi người trấn thủ biên cương hết. Hiện đời cõi ta bà Phật Thích Ca giáo hóa. Ngài hỏi muốn đi du lịch ở cõi khác không? Dạ cõi này khổ quá, con muốn ở đây, con muốn ở cõi khác. Rồi giới thiệu cho qua Phật Di Đà. Ôi Phật ơi, con muốn quay trở lại đời này, nhưng mà con muốn sung sướng. Rồi giới thiệu cho Phật Dược Sư. Mà lỡ con tu lơ mơ, con rớt xuống kia, Ngài Địa Tạng đứng ở dưới chờ. Coi như là sao đó. Gửi hết. Có người trấn thủ hết. Cho yên tâm ha. Quý vị nhớ hiện báo, sinh báo là kiếp sau, một kiếp thôi. Hậu báo làm nhiều kiếp về sau. Y chang như những loại cây trái mình trồng thôi. Cải ngọt, xà lách, dưa leo, cà chua, trồng mùa này, ăn mùa này. Nhưng mà có những loại phải năm sau mới có, và có những loại phải nhiều năm sau mới có. Mẹ vẫn thương con vẫn thương mẹ. Nhưng gần đây có những vấn đề không đồng ý kiến, có tranh cãi, vậy có tạo nghiệp không? Nếu mà mình tranh cãi thì tạo nghiệp. Mà nghiệp gì? Nghiệp tranh cãi, nghiệp không hiểu nhau. Chữ nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen, chứ không có gì cả. Nghiệp là thói quen thôi. Hễ mà mình đụng đâu cãi đó thì cũng là một thói quen cãi. Mình nhịn nhục cũng là một thói quen. Nhưng mà nhịn nhục là thói quen tốt. Cãi bướng, cãi bừa, cãi tay ngang, cãi tay đôi. Đủ kiểu cãi thì cũng là một loại nghiệp. Nghiệp là thói quen chứ không có gì cả. Và do chúng ta không hiểu được nó, chúng ta cứ sống hoài với nó thì là nghiệp. Ví dụ, ai mà không biết hút thuốc hại phổi, ông cầm điếu thuốc hơn hút là ông biết à. Nhưng mà ông không thắng được cái điếu thuốc đó thì là nghiệp điếu thuốc. Thì là thói quen rồi. Thói quen là nghiệp chứ không có gì hết. Nhưng mà hễ mình nghiền cái xấu là thói quen xấu. Ở đây thì nếu mà nói tạo, mình sợ đừng có nghĩ là cái tạo nghiệp gì nó ghê gớm. Nhưng mà ở đây là trước kia vẫn bình thường, gần đây có những ý kiến không đồng. Vì rõ ràng là do những ý kiến không đồng mới có sự bất đồng. Bây giờ chúng ta sống như thế nào để chúng ta phải cố gắng tương đồng. Cho nên Phật dạy hay lắm nha. Vợ chồng sống với nhau cũng phải đủ bốn cái đồng á. Đồng một đức tin, gọi là đồng tính. Đồng một niềm tin. Đồng một trí tuệ. Đồng tu tập thọ giới. Và đồng ban phát cứu khổ, gọi là đồng thí. Mà không có đồng thì nó sẽ có những cái bất đồng. Cho nên mình cha mẹ con cái, thầy trò sống với nhau đều phải có cùng một tâm niệm cả. Cái tâm Pháp Hòa là chỉ muốn hoằng pháp, đem Phật Pháp truyền bá cho mọi người, để cho mọi người hiểu đúng cái đạo lý của Phật mà sống, mà tu. Tại vì Phật giáo nó đẹp, nó hay, mà mình đệ tử mình không biết gì hết trơn, uổng quá chừng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật là một người giàu có mà con cái cứ nhận mình là nghèo. Nhớ không? Phẩm Tính Dại gả cùng tử đó. Nghĩa là mình cứ là, rồi cuối cùng ông cha ông nhận con rồi mà con vẫn không dám. Nó thôi thôi để tôi ở làm sao tôi hốt phân, làm chuyện tạp nhạp. Thích vậy. Bạch thầy, con có câu hỏi xin thầy khai thị. Việc hiến xác cho y học, hiến nội tạng cho các bệnh nhân được chữa trị sau khi người thân mình đột ngột mất có ý nghĩa gì? Có ảnh hưởng gì đến hương linh không ạ? Vì con được nghe dạy là không đụng đến người chết trong vòng 8 giờ để sau khi mất, để tránh làm đau người chết. Thì cái này không có ảnh hưởng gì. Nếu như mà mình đã quyết định một việc, mình chỉ được quyết định một chứ không thể hai. Ví dụ như mình đã phát tâm hiến tạng thì phải chấp nhận cái chuyện là mình vừa đi là người ta nhận mình liền. Để mình đã hiến thì phải cho đúng chứ.
Mình thí dụ bây giờ người thân mình mất đột xuất mà tim còn rất tốt, phổi còn rất tốt, người ta tới người ta xin, nói không, để tôi niệm 8 tiếng đi. Rồi lúc đó làm gì nữa giờ? Cho ăn mà để nguội rồi mới ăn. Nếu mình đã phát cái nguyện cho thì đừng bận tâm chuyện 8 giờ 8 tiếng gì hết. Hỏi có giảng sanh gì không? Đừng có lo cái chuyện đó. Đúng cái tâm nguyện của mình thì mình được siêu thoát chứ gì đâu mà lo. Cái nó mãn nguyện mình rồi mà. Mãn nguyện mình là mình đã cho được những gì mình muốn, thì cái chuyện 8-9 tiếng có ăn thua gì nữa đâu. Không có gì phải trở ngại nữa cả mà sợ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, một cái người đó tai nạn xe ngoài đường mất, rồi không lẽ xe cứu thương rồi chạy tới đưa đi bệnh viện nó không? Mất rồi phải không? Để yên đường này, tôi ngồi kêu ban hộ niệm tới ngồi giữa đường niệm 8 tiếng mới cho sách đi à. Mình phải biết tùy duyên, tùy việc, tùy nguyện của mình, chẳng có gì trở ngại cả. Thưa đại chúng, mà cái việc 8 tiếng mà hộ niệm đó, đó là phải gọi là cái phước cuối đời, chứ đừng nghĩ vào cái đó. Tâm tư mình không chịu tu thì lúc đó người ta có niệm Phật làm sao mình tương đồng với cái đó mà mình match được cái đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị không thuộc kinh, Pháp Hòa có tụng gì quý vị cũng ngồi đó, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy, ai làm bậy con làm theo. Tại vì mình không có hiểu gì hết thì thôi cứ ngồi. Quý vị thấy có nhiều người ta không biết gì, ta cứ ngồi ta lắc gì hoài không. Nhưng mà cái người mà ta thuộc kinh rồi á, vừa bắt lên ta tương đồng, ta tụng theo liền. Thì mình cũng vậy, cái tâm mình nó hằng ngày nó phải có câu niệm Phật. Thì cái ban hộ niệm đó, người ta tới người ta niệm 10 tiếng mà không uổng công người ta. Tại vì mình phải có tương đồng. Chứ cuối cùng rồi cũng phải lo tự tu. Không có thể mà gọi là giao phó cho ai cả. Còn nếu phước cuối đời mình có, đó là bonus. Nhớ nha, cái đó là cái bonus thôi. Có những người Phật tử thuần thành mấy chục năm phụng sự Tam Bảo mà cuối cùng mất không được một người nào hộ niệm hết. Bộ người đó không siêu sao? Phước họ đã tạo rồi. Cái kia chẳng qua là cái duyên cuối đời thôi. Cho nên tự mình phải lo lấy. Còn ai đó hộ niệm cho mình như là góp thêm cho mình tiền của để mình trên cái lộ trình của mình. Chứ đừng đợi cái chuyện đó. Còn nếu quý vị đã hiến tạng rồi đó, khi mình mất đi rồi là phải lập tức cho liền. Hỏi có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì hết. Mà phải nói rằng rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Và cái sự tái sinh của mình không có trở ngại mà siêu liền. Vui quá. Những gì tôi đã ký giấy tôi cho, hôm nay cho được đủ hết. Ai cần phổi tôi cho phổi, ai cần gan tôi cho gan, ai cần mắt tôi cho mắt. Cái thân giả hợp tứ đại này lẽ ra nó vô lò, nó thành tro rồi đó. Vậy mà bây giờ cuối đời lại được giúp cho những người tiếp tục sự sống. Không phải là quá phước sao? Lo gì nữa? Có một câu hỏi, người thân muốn đọc kinh bằng tiếng Anh, thôi cho email và sẽ email. Bạch thầy, câu hỏi của con là trong cuộc đời con có nhiều cái dục quá mà cũng đã buông nhiều rồi, như tham ăn, tham ngủ, tham đi, tham tiền, tài danh, hiện nay còn một cái dục nữa, làm sao có thể bỏ tất cả, kính xin thầy giải thích. Thôi, nhiều dục mà bỏ được mấy cái kia còn con cái cũng khá rồi, mà không nói rõ dục nào em biết nào chỉ. Còn một cái dục nữa làm sao có thể bỏ, thôi dục gì mới được chứ. Thôi bữa nào gặp riêng đi ha. Thật ra con người mình là căn bản thì có ngũ dục. Ngũ dục chứ không phải ngũ gục nha. Còn ngũ gục hồi nãy giờ ở dưới này nhiều rồi không lo.
Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ không phải chuyện người, không phải chuyện người đời có mà người tu cũng có. Đã là con người thì ngũ dục giống nhau, bất quá các thầy chỉ là khác quý vị cái đầu, cái áo, còn bên trong tham sân si ngũ dục nó uy nguyên đó. Nhưng mà tại vì ở một cái môi trường tu hành, ăn chay, đọc kinh, thấy Phật, nghe Pháp, nó không đủ duyên để những cái dục nó khởi, mà những cái dục đó nó giảm. Vậy thôi. Thí dụ như mình tham ăn, mình tham ăn, các thầy cũng tham ăn, mình ăn tôm hùm thứ thiệt, mấy thầy ăn tôm hùm tàu hũ không à. Thôi kệ đi, chấp chi, ăn chay mà còn phải đặt đặt tên mặn. Ta đặt tên gì ta ăn mà nhìn nó cũng đậu hũ không chứ gì đâu. Thì Pháp Hòa mới nói với đại chúng vậy nè. Có những sự việc trong đời chúng ta phải nhận cái chân lý, còn cái chuyện kia nó chỉ là phương tiện. Cái phương tiện là mình làm món này món kia, hình này hình nọ mà mổ ra đậu hũ không. Nhưng mà cái tiếng gọi để chi? Để nó phân biệt hình tướng, để hấp dẫn mình ăn cơm vậy thôi. Chứ còn, nhưng mà so ra cái ăn của các thầy hay các người ăn chay nó vẫn thánh thiện hơn. Chứ đâu phải người ta không còn tham ăn đâu. Đó, nhưng mà cái tham gì? Tham hướng thượng, tham hướng hạ, tham tu, tham bố thí, tham làm lành, cái đó cũng là tham, nhưng mà tham hướng thượng. Đổi đối tượng của tham thôi. Còn mình sắc đẹp, hồi mình ở ngoài đời là mình đủ thứ sắc, giờ riết rồi tu riết cái thôi bây giờ tham mà toàn tham áo tràng không à. Trời ơi, giờ đủ kiểu áo tràng hết. Áo tràng thiêu, áo tràng bông, áo tràng vải Đài Loan, áo tràng tay rộng, áo tràng tay dài, áo bảy vạt, áo bốn vạt, đủ kiểu hết. Thôi kệ đi. Hồi đầu mình cũng chấp, nhưng mà tu riết mình nói thôi kệ, nó mặc này còn hơn nó mặc mấy kia. Thí dụ vậy. Ở chùa Pháp Hòa có một chú tiểu, chú thích thỉnh chuỗi với thỉnh Phật thôi. Có nhiều tiền đi thỉnh chuỗi thỉnh Phật, nhưng mà không giữ nha. Ai thích chú tặng. Cho nên thưa đại chúng á, con người chúng ta vẫn còn, đã là con người thì ngũ dục có đủ. Nhưng mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta làm cho ngũ dục nó không có cơ hội nó phát triển, mà nó chuyển hóa ngũ dục, làm đẹp cái ngũ dục thôi. Giống như Pháp Hòa hay chia sẻ, bây giờ quý vị vẫn ăn, ăn mặn, không có bắt mình ăn chay trường, ăn mặn. Nhưng mà quý vị cứ ăn nhẹ nhàng những cái gì mà trong cuộc sống con người người ta tạm chấp nhận, chứ đừng có ăn những cái khủng hoảng hơn. Uống máu rắn, ăn thịt dơi, cháo dơi, ăn chi mấy cái đó mà nghe là đã rùng rợn rồi. Không, thành thử ra cái gì mà con người xã hội đang ở trong cái phạm vi chấp nhận, chúng ta cứ bình thường vậy đi là mình tu rồi đó. Ít nhất là mình cũng manage được cái tham của mình, cái ăn của mình. Còn người tu, không có thầy tu nào mà ngủ đủ 8 tiếng hết, toàn là ngủ thiếu thiếu không, kêu là thiếu ngủ. Ăn, mặc, ngủ, người tu thường ít đủ. Cái đó gọi là tam thường bất túc, ba cái thường nên không đủ, mà cũng cố tình làm nó không đủ đó. Để làm chi? Để nó không mất thời giờ. Thưa đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa ngủ, nhưng mà khi giật mình dậy mà ngủ không được, mà mình cũng nói thôi kệ ráng ngủ thêm, mà nằm hoài nó ngủ, cái Pháp Hòa lại nảy cái ý tự nhiên nằm chi mất thời gian, mà không khi đó còn rất nhiều việc mình muốn làm, thế là ngồi dậy. Đang ngủ không được thì thôi không nằm, nó mất thời giờ. Mà nhiều khi mình phải cố tình mình thúc liễm để làm gì, để cái cuộc sống của mình nó không có đi xa hơn. Cũng giống như nằm giường, các thầy tu ở chùa không có nằm giường to, phần lớn là mỗi người chỉ được một cái đơn nhỏ để đủ nằm thôi, chứ không đủ gì lăn lộn.
Mình mà có một cái giường rộng là mình sẽ buông luôn theo cái khoảng rộng đó, thì coi như là mình đắm chìm trong đó. Vậy thôi à. Cho nên người tu ngủ trên cái đơn. Cái giường đó, mà giường của một người ngủ là kêu đơn. Đây là đơn chiếc và đơn độc. Một chiếc giường ngủ thôi. Kính xin Thầy giải thích nghi thức cầu siêu tại gia đình không có điều kiện tới chùa. Thì mình không có điều kiện tới chùa thì mình xin nghi thức cầu siêu trên chùa về mình tụng cho người thân. Nghi thức ở chùa và nghi thức ở nhà nó cũng có khác gì hết, cũng là nghi thức cầu siêu thôi. Trừ khi nào có những cái lễ gì đặc biệt mà thí dụ như lễ phát tang rồi đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thật ra cái lễ phát tang mà có thầy á, rồi ông cầm cái ly nước, ông rảy rảy, rồi ông cầm lên cầm xuống để làm cho cái buổi lễ nó linh thiêng thêm thôi. Bây giờ mình lỡ mình ở một cái thành phố mà không có chùa chiền gì hết, người thân mình mất, mình được tự thọ tang không? Có sao đâu. Vì cái tang nó là biểu tượng của ân nghĩa, nó không có tang tóc, nó không có xui xẻo gì hết. Cái tang đây là biểu tượng của cái ơn nghĩa mà mình nhận từ cha mẹ mình. Bây giờ cha mẹ mất ở Việt Nam, mình về không được. Ở đây mình tổ chức một buổi cúng cơm thọ tang, mà giờ không có chùa nào, thầy nào để mình mời hết. Tự ở nhà, quý vị xé tang rồi dâng khăn lên. Tất cả các con cháu đang cư trú ở hải ngoại, hay tin ba mất, chúng con không đích thân về để tiễn biệt ba, thọ tang ba, thôi thì tự nơi này chúng con hướng vọng về với tất cả sự biết ơn của con đối với cha, với mẹ, người sanh thành dưỡng dục dạy dỗ của chúng con. Rồi hàng cháu thì mình nói ông này là ông nội ngoại gì của con đây, phải không? Tại vì nó sanh ngoài này nó không biết ông cụ đó, mình giải thích cho nó nghe, nói ý nghĩa để tang. Rồi xá xuống lấy tang chích lên. Vì cái ân nghĩa mà. Không lẽ thầy không có mặt cái mình quên ơn sao? Nó thôi khỏi đội. Tại vì không có thầy làm xui lắm. Hồi nào giờ chưa có tang nó cũng xui như thường. Còn thầy mà tới thì cầm ly nước thì rải rải vậy đó. Bất quá làm cho nó linh thiêng thêm. Chứ không có phải vậy là cái rốt ráo gì đâu. Nhưng mình tùy duyên. Hãy có thầy làm nhìn nó xôn tụ bài bản, không có mình tự làm, không có sai dấu gì hết trơn. Cũng như tượng Phật thôi à. Quý vị ở một cái chỗ mà không có nơi nào để mình đưa lên chùa mình thỉnh này hết, thì thôi cứ thỉnh về lau sạch sẽ thượng lên, tự mình thắp nhang an vị Phật. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên gì, thành tâm cung thỉnh tôn tượng Bồ Tát Quán Âm để con hàng ngày chiêm ngưỡng kính thờ tại nhà của con. Xin học hạnh nguyện của Bồ Tát và cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho chúng con gì đó. Rồi linh rồi đó, mình thắp nhang mình khấn ở linh rồi đó, rồi đưa lên thầy ổng cũng có làm gì hơn đâu, cũng nhiều đó đó, mà ổng nói lâm râm mình không nghe thôi. Nhẹ nhàng. Tại em làm vậy đó, ai nhờ em chú nguyện em nói gian vậy đó. Hôm nay có Phật tử tên gì họ gì đó phát tâm thỉnh tượng ngài về để an vị tôn thờ, cầu nguyện ngài từ bi gia hộ cho tâm của Phật tử thanh tịnh, từ bi tinh tấn, niềm tin chánh pháp ngày càng trong sáng và vững mạnh. Đem hết cái tâm lực của mình vào trong đó. Pháp Hòa hay thêm câu nha, làm gì cho ai hay cũng thêm câu hết. Công đức tu hành gì con có được, con xin hồi hướng cho Phật tử này. Đó, vừa nãy quý bác đó, lợi cầm tay Pháp Hòa. Pháp Hòa cũng làm gì đâu. Quý vị tưởng chắc linh lắm. Không có linh gì. Em không có linh gì hết trơn. Em không có linh gì hết trơn. Nhưng em làm theo cái tiểu của em vậy đó. Em cầm tay rồi em vuốt ve bà già nhăn tự nhiên. Nhưng mà trong cái câu của
công đức tu hành gì con có được, con xin hồi hướng cho bác. Nguyện cho bác khỏe mạnh, an vui, thân tâm thường tự tại. Già rồi, thân tâm phải thường tự tại, đừng chấp trước, đừng bận lòng. Chuyện con cái mình không lo được, khỏi hỏi. Hỏi không nói được thì buồn. Nó bực bội, nó dện lại cho một câu: má hỏi chuyện của con làm chi, tức. Tự nhiên đi hỏi làm chi, để ôm cái buồn với cái tức. Âm thầm cầu nguyện: các con của con đang làm việc thôi, xin cho các con của con có đủ trí tuệ, sức khỏe để biết việc gì chánh làm, việc gì sai bỏ. Mình cầu nguyện cho con mình trong cái tâm nguyện của mình, mình đem cái năng lực tu tập của mình mấy mươi năm hồi hướng trong các thầm. Cho nên cuộc sống học Phật, mình phải biết lúc nào mình ở vị trí nào, làm cái việc gì để mình đừng có đi quá đà. Đệ tử của Pháp Hòa cũng vậy thôi. Có những cái Pháp Hòa nhờ, mà có những cái không dám. Và nhờ cũng phải lựa giờ. Làm việc gì cho chở Pháp Hòa đi đâu về, bước xuống xe: cảm ơn con. Chứ không phải mình nghĩ mình làm thầy rồi muốn sai lúc nào sai, muốn biểu lúc nào biểu. Mặc dù mình có quyền đó, nhưng mình sống đẹp nó vẫn dễ thương hơn. Và cái cách đó chính là cách mình dạy đệ tử. Lúc nào cũng phải biết ơn, cảm ơn, dù cái người đó làm việc gì cho mình. Mình làm chủ cả, làm boss, nhưng người công của mình, người làm cho mình, họ làm cái gì cho mình vẫn cảm ơn họ. Nó đẹp vô cùng, mà nó thể hiện được cái gì? Sự bình đẳng trong đạo Phật. Cái đó gọi là tự lợi, lợi tha. Mà mình không thấy giữa mình là chủ, người kia là người làm, cái đó không phải vô thượng sao? Cái đó không phải vô thượng sao? Mình làm chủ mà không thấy mình chủ gì cả, chẳng qua là mình tương trợ nhau trong cuộc sống. Mình được làm chủ là tại vì ta chấp nhận làm công nhân, để mình có được cái tên là làm chủ. Vậy thôi. Nhưng mà không có họ mình làm chủ với ai, không có họ mình làm boss với ai. Cho nên mình không thấy mình gì cả, mà mình bình đẳng với mọi người, tương duyên với nhau mà sống. Cái tâm niệm đó gọi là vô thượng. Cho nên Phật là người giác ngộ, là chánh đẳng, tự tợ tự lợi. Nhưng Phật đem cái tự lợi đó lợi cho người là chánh giác. Chánh giác và chánh đẳng. Tự lợi là chánh giác, lợi người là chánh đẳng. Mà không thấy có sự nhớ nghĩ gì, công ghi tạc gì, mà nó dung thông mọi việc, thì cái đó gọi là vô thượng. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là vậy đó. Câu cuối nha. Cung kính thầy Khinh An, cuối xin thầy từ bi chỉ giáo cho con hỏi. Chữ mãn tự Khánh Việt Monastery có nghĩa gì? Theo con hiểu, việc đây là vượt qua, nhưng chưa rõ ràng cứu cánh. Thầy trụ trì có ở đây, mai mốt lên kiếm thầy trụ trì hỏi. Why you name your temple Khánh Việt? I want to know. Gặp thầy trụ trì hỏi, ông đặt, không hỏi, hỏi ông không biết. Thôi để việc cho thầy làm. Phật còn ngồi thiền, khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiền là gì? Thiền là khả năng sống an lạc, tỉnh thức mỗi giây phút. Chứ đâu phải rồi thành Phật rồi buông lung. Bất cứ giây phút nào mình tỉnh thức, mình sống, mình nhận diện là thiền. Quý vị ngồi đây, quý vị an trú ở đây là quý vị đang thiền ngồi. Quý vị nghe, quý vị hạnh phúc là thiền nghe. Lát ra về lái xe cẩn thận là thiền lái xe. Đi lên xe mà bàn chuyện của em, lát quẹo lạc đường, nói ông thầy xui quá. Tại bàn gì ổng mà tôi đi lạc. Mà nó có chánh niệm lái xe. Đi chùa, cái chỗ người ta không cho đậu, mà cứ lủi vô đậu đài ra bị cái tích kịch. Phật chùa này không linh. Tôi đi chùa mà bị phạt. Ủa, anh đậu ổng anh bị phạt, chứ không có Phật nào mà chở che chuyện đó. Ổng đang bận trong này mà.
Phật không có rảnh mấy chuyện đó đâu nha. Cho nên thiền không có phải là cái gì gây gớm hết. Khả năng sống an lạc tỉnh thức, khả năng nhận diện giây phút hiện tại, khả năng dừng tất cả mọi buông lung và sống sâu sắc với giây phút hiện tại. Tại vì thiền nó có hai loại, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ nghĩa là khả năng dừng tất cả mọi vọng động. Quán nghĩa là khả năng sống sâu sắc, nhận diện hiện tại. Ví dụ mình đang giận, mình định tung một cái giận của mình ra, dừng lại kịp, gọi là chỉ. Rồi sau đó dùng những cái lời ái ngữ nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề là thiền. Thiền giải quyết công việc. Cho nên thiền không phải là chỉ ở trên cái bồ đoàn tọa cụ mấy tiếng đồng hồ, mà thiền là sự sống của mình mỗi ngày. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ, lái xe, đi đường, nói chuyện vân vân đều là thiền đó. Cho nên là con cá nhỏ, con cá con đó, nó hỏi cá mẹ: mẹ ơi, nước là gì? Con cá mẹ nói: con đang sống trong nước, không có nước là con chết. Thiền nó giống vậy đó. Đấy, cuộc sống hàng ngày của mình đều là thiền hết. Mình có xe đi mà không nhận diện được sự hạnh phúc đó là mất thiền. Mình được hai cái chân khỏe để đi mà không nhận diện được hạnh phúc đó là mất thiền. Cho nên mắt còn sáng để thấy là thiền, hạnh phúc. Tai còn nghe rõ là hạnh phúc. Mà có khả năng sống hạnh phúc là thiền chứ gì đâu. Cho nên trong này hỏi là Phật còn ngồi thiền khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cũng giống ý hỏi là khi thật thành Phật rồi Phật còn thiền không, hay là thiền rồi thành Phật rồi nghỉ thiền. Cũng giống như mình hỏi là học thành bác sĩ rồi thôi, nếu mà bác sĩ mà học thành bác sĩ rồi mà không update nữa là bác sĩ đó không chữa bệnh được nhiều. Tại vì bệnh nhân bệnh tật mỗi ngày nó mỗi khác, thuốc men là phải update và phải học hoài. Những người mà ta học computer đó, iPhone mà dài 3 tháng nó còn kiểu mới, mà huống chi bệnh tật chúng sanh à, phải update. Cho nên bác sĩ mà thành bác sĩ rồi ngồi chơi là không phải bác sĩ. Thấy không? Bác sĩ mà thành bác sĩ rồi phải trở lại tiếp tục, và trong thời gian chữa lành bệnh cho người khác cũng phải thi hiện cái chuyện bác sĩ. Cho nên Phật ngồi thiền thành Phật, nhưng mà giữ cái thiền đó gọi là niết bàn vĩnh viễn. Giới cấm thủ Phật giáo và ngoại đạo khác nhau điểm nào? Thật ra đó, giới cấm thủ nghĩa là chúng ta biết một số những cái quy định nào đó mà chúng ta chấp chặt nó, mà chúng ta không uyển chuyển được nó trong cuộc sống, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè: ăn chay, Phật giáo Đại Thừa khuyến khích đừng ăn tỏi, đừng ăn hành. Ủa sao kỳ vậy, nó là rau mà không sao cho ăn? Vì trong đó cái kích thích tố nó nặng, cho nên các vị xuất gia nên giảm đi. Và đồng thời cái chất nồng hôi nó nặng, cho nên người tu cũng giảm đi để bớt cái hôi nồng. Ngồi đâu mà cái mùi hôi mình, hơi thở của mình thì nó không dễ thương. Và đồng thời á, nó cái kích thích nó nặng thì mình giảm thôi. Nhưng đâu có nghĩa là thí dụ như lỡ mình đi mua cái sauce hay là bánh mì gì đó, người ta có một chút cái đó, trời ơi chết rồi, tôi phạm giới rồi, giới gì trọng phạm. Rồi bắt đầu mình la làng la xóm lên: ai mà xấu ác quá muốn hại đời tu của tôi. Tôi ăn chay mà để cái tỏi ở đây. Cái này là giới cấm thủ, nghĩa là mình chấp chặt một cái gì mình hiểu, mà nó có giới gì đâu. Không có ăn chay mà không có người nào ăn chay thành Phật hết á. Nhưng mà nó chỉ là một phần trợ duyên đó. Rồi mình ăn chay, nồi, chảo, chén, dĩa rửa sạch đựng lại là chay, không cần phải sắm nồi riêng, chảo riêng, thớt riêng, dao riêng, cái gì cũng riêng mà không có bộ răng riêng. Cũng đó, cái bộ răng đó ngày hôm qua nhai xương gà đàng hoàng, phùng chảo,
Bữa nay nhau đậu hũ mà kêu cái răng thì không thay mà nồi thay miết, lỡ con lấy kho thịt cái dẹp cái nồi đó liền, đi mua nồi khác, nồi này không chai. Rồi cái bao tử đâu thấy thay đâu, nếu mà thay là phải thay hết, thay luôn cái bao tử, thay luôn bộ răng, thay chi ba cái nồi cái chảo. Rồi mình tu vậy cái người khác ta thấy ta quải với cái chuyện tu của mình, cho mình khi người ta tu nó thôi, tôi thà không tu tôi bộ tôi khỏe hơn. Cho nên học Phật nó nhẹ nhàng vô cùng, mà tại mình không biết cho nên mình làm cái chuyện nó rối ren thêm. Thì đây là một hình thức giới cấm thủ. Đâu có ai bắt mình thắp nhang phải 3 cây, bàn nào mình cũng dện cho 3 cây hết. Mà quý vị nghĩ mà cái chùa đó 10 cái bàn thờ mà khách 1000 người tới ngày Tết thì chắc chết. Cho nên mà khấn Phật, Phật ơi Phật phù hộ cho con, mà khói nghi ngút vậy đó, Phật có thấy đường đâu mà độ cha. Mới khói đi thì Phật mới biết mình là ai, Phật độ chứ. Thấy ai thấp rồi khỏi thấp nữa. Mà nhiều khi Phật phải ráng lắm á, hu oai du mà nước mắt chảy. Và mùa Tết là Phật phải uống thuốc allergy dữ lắm. Còn cái chuyện khác mình không dám bàn, mình nói chuyện trong gia đình mình thôi. Chuyện của mình nói, không phải việc của mình không dám nói. Ở đây mình nói giới cấm thủ theo cái quan niệm của đạo Phật. Giới là gì? Là đạo đức. Giới là đạo đức. Mà đạo đức á, thì mình phải biết ứng dụng thì cái giới đó nó mới thể hiện. Tại vì giới là đạo đức thôi. Ví dụ vậy nè, không nói dối, dựng chuyện hại người là đạo đức. Nhưng mà có những lúc mình phải dựng một câu chuyện để mình hóa giải một cái nội kết, một cái phiền não cho ai đó. Vậy thì cái đó đứng trên phương diện nói dối có không? Có. Nhưng mà cái mục đích có sai không? Vậy thì làm sao không phải đạo đức được? Cho nên phải hiểu cho đúng cái cách giữ giới thì mình giữ giới mà không có khổ gì hết. Thí dụ như bình thường mình lái xe, mình lái trên đường vậy nè, nhưng khi mình nghe cái tiếng còi mà người ta cứu thương đó, cảnh sát rượt á, thì tất cả xe phải đậu đi đâu? Tấp qua lề hết. Trên nguyên tắc là phải đi giữ cái tốc độ bình thường, mà tại sao lúc nghe cái tiếng còi đó thì mình phải tấp bên đường hết? Tại vì nó đã quy định để cho những cái xe cứu thương người ta đi trước. Đạo đức căn bản là đi trên đường vậy, nhưng mà có những trường hợp ngoại lệ. Tức là chữ thủ đây là gì? Là mình chấp chặt vào. Chữ thủ này là mình chấp chặt vào những cái giáo điều, những cái giới luật mà chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái cách ứng dụng của nó. Cho nên mình học luật, học giới mà mình biết cách ứng dụng á, cuộc sống mình nó rất là nhẹ nhàng và không có gì trở ngại hết. Không có gì trở ngại hết. Tại vì mình không có chấp vào những cái đó. Mình hiểu tại sao luật giới nó được chế ra để quy định. Phong Hòa ví dụ vậy nè, ngày xưa đó trong luật đó, Phật dạy là các thầy tỳ kheo không được ăn đồ ăn cách đêm, tức là overnight không ăn. Biết tại sao không? Là vì thời Phật không có tủ lạnh thì không thể cất thức ăn lại, mà không có thức ăn mà không có tủ lạnh thì nó hư, và ngày không có cái máy hâm, không có cái microwave. Cho nên Phật nói thành một giới luật để bảo vệ sức khỏe cho các thầy. Vì thức ăn qua đêm là nó hư, mà muốn để qua đêm mà ăn thì phải hâm, mà bây giờ tủ lạnh mà không có, máy hâm cũng không có thì không nên ăn, nó thành giới. Ngày hôm nay tủ lạnh mình có, máy hâm mình có, đồ ăn dư ngày mai đem đổ hết trơn nó không? Tại trong luật nói rồi, không ăn đồ ăn overnight. Vậy là mình phải, có phải là mình giới cấm thủ không? Học luật mà không hiểu gì trơn, không biết tại sao chuyện đó.
Cho nên mình hiểu được Phật giáo rồi á, thì nó ràng ràng trong cuộc sống của mình, chứ nó có đi đâu xa đâu. Ngày xưa Phật mà nghĩ cho cùng là có phải Phật thương mình không? Mà Phật rất là khoa học, rất là văn minh. Tất cả những thức ăn người ta cho mình trộn vô đó hết. Trời đất ơi, cái trộn đó là để tới chiều là nó đã thiêu rồi. Chứ đâu phải như mình bây giờ mà gắp miếng để vô chén, rồi lấy ra muỗng mà ăn, thì ăn vậy nó đâu có hư. Còn mình bây giờ là hồi xưa là đi khất thực là đổ trộn vô hết, rồi quậy lên rồi ăn. Thành thử mà ăn như vậy là phải ăn cho hết. Cho nên cái bát của Phật chế ra lượng sức ăn, ăn bao nhiêu thì để trong bát. Cái nào dư không ăn nổi múc ra nhường cho người khác. Cho nên gọi là bát. Chữ bát nghĩa là gì? Không phải là cái chén. Chữ bát trong tiếng Phạn là bát đa la, dịch là ứng lượng khí, nghĩa là cái dụng cụ đựng thức ăn lượng theo sức ăn của mình. Ăn bao nhiêu thì anh lưu lại bát, cái nào extra ăn không được anh chia cho người. Ứng lượng khí, ứng là ứng hợp, lượng là trọng lượng, khí là cái dụng cụ. Dụng cụ đựng thức ăn based on cái capacity của mình. Cái này gọi là gì? The measurement instrument. Một cái dụng cụ để đo lường cái ăn của mình. Chứ nó không phải cái chén bình thường. Mỗi thầy có một cái bát, ăn bao nhiêu giữ trong bát. Cho nên không có ăn cách đêm, vì không có tủ lạnh cất, không có máy hầm. Cho nên cái bây giờ trong luật cái vẫn tôn trọng để câu đó. Nhưng mà chúng ta là người giữ luật, chúng ta hiểu được hoàn cảnh nào Phật dạy như vậy. Ngày nay chúng ta ứng dụng, có để thức ăn qua đêm hâm lại một lần hai lần ăn cũng không tội lỗi gì cả, không phạm giới gì cả. Mà mình chấp vào cái câu đó, mình đem đổ thức ăn hết, hoặc là ai ăn mình nói phạm giới, thì mình gọi là phạm gì? Giới cấm thụ. Hiểu được chỗ đó không? Còn câu nữa mà nó dài quá. Hỏi về 12 bộ kinh. Thôi Pháp Hòa tóm lược rồi mình nghỉ nha. Tại vì trong này cũng yêu cầu nói gọn thôi, highlight thôi. Khi mà Đức Phật nói Pháp á, Đức Phật không hề có phân biệt kinh này loại gì, cái thể loại gì. Nhưng mà sau này á, các tổ mới kết tập lời Phật dạy lại, rồi bắt đầu mới phân chia ra từng loại. Cũng giống như là các nhà văn, một cái học giả người ta làm văn, có những khi người ta viết những cái bài văn ngắn, có những lúc người ta làm một bài thơ, nhưng mà có lúc người ta làm một bài thơ ngụ ngôn, có lúc người ta làm một bài thơ lục bát, có những lúc người ta làm những bài thơ biền ngẫu, có những lúc người ta làm một bài thơ gọi là song thức lục bát. Rồi khi người đó mất đi, hàng đệ tử con cháu gom hết tất cả những tác phẩm của vị đó lại, bây giờ bắt đầu chia thành loại. Cái nào thuộc lục bát gom quan quyển, cái nào thơ ngũ ngôn để quyển vậy đó. Phật cũng vậy, khi mà Đức Phật thuyết pháp thì xong rồi bắt đầu mới chia ra các loại, các thể loại chí, để mình dễ tìm hiểu, dễ phân biệt, ứng dụng tu tập. Thì trong này hỏi nè, con mỗi ngày đảnh lễ 12 bộ kinh của Phật Tổ truyền trao, nguyện Thầy từ bi lược về 12 bộ kinh. Tức là bây giờ 12 loại đó, 12 thể loại kinh đó. Rồi trong đó có trường hàng nè. Trường hàng là gì? Những cái văn xuôi. Thí dụ ha, tôi nghe như thế này: một thuở nọ Phật tại thành Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, có 1250 vị tỳ kheo vân tập. Lúc bấy giờ đêm đã rào khuya, các vị đến thăm Phật và tham vấn Ngài. Đó là trường hàng. Rồi cái thể loại thứ hai, khi mà Đức Phật nói xong một việc gì bằng cái văn trường hàng rồi, để cho sự nhớ của mình nó dễ, Đức Phật summarize, tóm lược cái ý hồi nãy qua một thể thơ, một thổi kệ, thì cái đó gọi là trùng tụng. Ví dụ quý vị đọc kinh Pháp Hoa ha,
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thì những cái đoạn kệ năm chữ đó gọi là trùng tụng, hai loại rồi phải không? Trường hàng, trùng tụng. Rồi thỉnh thoảng quý vị đọc vô kinh, quý vị thấy Đức Phật nói ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu là gì, sống được bao nhiêu kiếp, chánh pháp trụ ở đời bao nhiêu năm, cái đó gọi là thọ ký. Cái đó gọi là Phật thọ ký. Cái thứ tư là gì? Là Đức Phật thẳng nói một số các bài kinh theo cách kệ cho mình dễ nhớ. Cái đó gọi là phúng tụng. Phật không có nói trường hàng, cũng không nói trùng tụng, mà Phật đi thẳng vào thơ. Ví dụ như bữa đó Phật lên pháp tòa, Phật đọc bài thơ Mù tỏ lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏ lô sơn sống triết giang, anh đi khắp chân trời, nghe người ta đồn Orlando có gì, Florida có gì, đi rồi thì cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là building, là cũng cây xanh, cũng xe cổ, bình thường vậy thôi. Nhưng mà người ta đồn nha, Florida chưa đến hận vô vàng. Trời ơi, tôi lấy holiday, tôi mua vé máy bay, tôi bay qua đây, đi rồi tôi thấy là Florida cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là xe cổ vậy thôi. Thì ông ngày xưa ông Tô Đông Pha, ông đi ông nói vậy đó. Mù tỏa lô sơn sống triết giang, cái khói xương ở trên cái sông Triết á, cái sông Triết gọi là mù tỏa, ở trên cái núi Lô, sống ở sông Triết, xương ở núi Lô. Mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng. Ai đồn đời người mà chưa gặp được những cái sóng của sông Triết, Triết Giang ở bên Tàu, chưa thấy được sương mù trên núi Lô thì hận lắm. Khi đi chưa đến hận vô vàng. Ổng cũng làm một chuyến đi đến hai nơi đó, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Chân lý có mặt là gì? Mù tỏ lô sơn sống triết giang. Thí dụ đọc xong bài thơ mới giải thích. Cái trường hợp đó gọi là phúng tụng. Nói một bài thơ, lấy ý thơ rồi giảng. Thứ năm là tự thuyết. Tự thuyết là gì không ai hỏi hết á. Phật tự lên đây Phật kể thôi. Thí dụ như Phật bước lên, Phật nói hồi sáng này có một người tới thăm tôi. Hay là Phật nói, này các thầy, ở thế gian có ba việc không như lòng, không ai muốn nghe, không ai thích nói, không ai thích nghĩ hết. Không như lòng, không đáng nói, không có đáng yêu. Ba việc đó là gì? Đó là già, bệnh, chết. Này các thầy tỳ kheo, nếu ở thế gian không có ba thứ này thì Như Lai không cần phải có mặt để nói những pháp mà Như Lai đã chứng và đã vượt, để giúp cho các vị cũng vượt được những cái khổ của sanh già, của già, bệnh, chết. Đó là tự thuyết, không ai hỏi hết, tự nói. Cái đến nữa gọi là nhân duyên, có sự duyên do gì để nói. Phần lớn là những cái chuyện này nằm ở phẩm tựa của các kinh. Lúc bấy giờ có chuyện gì xảy ra đó, thì Phật nói. Như là có một lần á, Phật đang ngồi trong nhà với một thí chủ, thì ở ngoài đường nghe một tiếng người ăn xin rên rỉ. Thì Phật mới hỏi, ủa cái tiếng của ai mà bên đường như vậy? Thì nói bạch Đức Thế Tôn, đó là tiếng ăn xin của một ông nhà nghèo. Mà ông này trước kia là một trưởng giả, nhưng vì không có biết sử dụng tiền của mình, cờ bạc, rượu chè, ăn chơi, bây giờ trở thành một người nghèo khổ. Nhân duyên đó, Phật nói kinh, Phật dạy cách tu tập. Phật đến nhà ông Cốc Cô Độc, đang ngồi uống trà với ông Cốc Cô Độc, Phật nghe ở dưới bếp có một tiếng của người nữ vang lên, sùm, hổn. Thưa thí chủ, ở đây có ai đang gây lộn? Hỏi ông Cốc Cô Độc. Cốc Cô Độc nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ thưa không, đó là đứa con dâu của nhà con, mà con thật là bất hạnh, có đứa dâu này nó hơi chua. Phật hỏi xong, ông Cốc Cô Độc nói rồi, ông cho mời cô đó lên. Thì khi mà mời cô dâu của ông Cốc Cô Độc lên,
Phật hỏi chuyện cổ xong, cổ nói Phật mới nói ở trên đời này có 7 loại dâu, 7 loại vợ. Vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như giặc cướp. Phật nói ra 7 loại, vậy cô muốn loại nào? Phật nói xong Phật giải thích thế nào gọi là vợ như mẹ, thế nào gọi là vợ như giặc cướp. Cái đó gọi là nhân duyên, tức là có một sự kiện gì đó mà Đức Phật nói một cái bài pháp gọi là nhân duyên. Phải không? Bây giờ dở kinh ra có bài kinh 7 loại vợ. Nhưng mà 7 loại vợ thì cũng có 7 loại rễ. Trường hàng, trùng tụng, thọ ký, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên. Rồi, thí dụ. Thí dụ là gì? Phật đưa những cái ví dụ. Phật đưa những cái ví dụ. Thí dụ như là trong kinh Pháp Hoa, tất cả các kinh rất nhiều cái thí dụ. À, rồi, bản sanh. Bản sanh là gì? Phật kể lại những kiếp trước của Đức Phật. Bản sự là gì? Thí dụ quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe Phật nói thở quá khứ. À, có một con nai, có một con sư tử, vì mến mộ Phật Pháp, kính trọng chư Tăng, cho nên con sư tử thường đến gần một vị thầy để nghe Pháp. Một ngày nọ, ông vua muốn cái bộ lông vàng của con sư tử đó, và ra lệnh ai đem bộ lông đó về sẽ có trọng thưởng. Có một anh thợ săn nọ đã mặc áo cà sa ngồi gốc cây đó. Con sư tử thấy mặc áo cà sa tưởng là thầy tu nên đến gần. Khi đến gần, người thợ săn đã giết con sư tử đó. Con sư tử bị người thợ săn đâm chết. Trong cái giây phút hoàng hoại, nó muốn vồ tới để mà nó xé xác cái người đã hại nó. Nhưng nó nhìn lại, nó thấy trên người đó vẫn mặc một bộ đồ của người tu, nó không dám. Và con sư tử đó chết vì kính trọng một cái hình thức của một người tu. Này các thầy, con sư tử đó là kiếp trước của Như Lai. Vì kính trọng Phật Pháp, cảm mộ ánh hình ảnh của Tăng, Phật kể cái quá khứ của Ngài trong một kiếp nào đó. Ngài làm sư tử, Ngài làm con này con kia, thí dụ vậy đó. Cái đó gọi là bản sinh, kinh bản sinh. Còn Phật kể những cái chuyện hành đạo của các vị đệ tử, các vị Bồ Tát, gọi là bổn sự, bản sanh bản sự. Rồi phương quảng. Phương quảng là gì? Là những kinh chứa đựng nghĩa lý cao siêu, văn tự rất hay, gọi là phương quảng. Rồi cuối cùng là gì? Kế nó là gì? Vị tầng hữu. Những cái kinh khó tin lắm, hiếm có lắm, hiếm khi nào có chuyện đó mà lại có gọi là vị tầng hữu, có khi gọi là hy hữu. Cái cuối cùng là gì? Luận nghị, nghĩa là giải thích một cách rất là mạch lạc, văn cu. Như vậy, những lời Phật dạy, Phật không hề phân biệt gì hết. Sau này chúng ta kết tập kinh điển, chúng ta phân loại. Để chi? Để chúng ta học hỏi về cái sự gọi là linh động của Đức Phật và những thể loại của lời Phật dạy, để chúng ta thấy được giáo pháp của Phật rất là đa dạng, rất là đa dạng. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ là kinh dịch ra tiếng Việt cũng rất đa dạng. Có vị dịch ra Lục Bát, có vị dịch ra Song Thất Lục Bát, có vị dịch ra bằng năm chữ Bát Nhã Tâm Kinh đó, thấy không? Có vị dịch ra Trường Hàng, nhưng có vị dịch ra thành năm chữ Bồ Tát Quán Tự Tại, khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Đó là một cách dịch, phải không? Cách dịch khác: tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng thân phân thánh phàm. Cũng là dịch Bát Nhã Tâm Kinh đó, nhưng mà dịch theo thể thơ. Có người dịch theo kiểu năm chữ, có người dịch Trường Hàng. Thấy được văn chương kinh điển rất đa dạng, và chúng ta hợp với một thể loại văn nào thì chúng ta rất là hạp và dễ nhớ, dễ thuộc. Có nhiều khi mình thích Lục Bát á, học kinh dễ thuộc lắm. Nhất là những vị nào hồi nhỏ mà học truyện Kiều, thuộc 3000 mấy câu trong truyện Kiều rồi á, là mai mốt là đọc kinh thấy thơ Lục Bát là thích liền. Phải không? À,
Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thuộc được mấy ngàn câu đó, cái mai mốt mình học kinh ai dịch Lục Bát khoái liền, dễ thuộc lắm. Hồi nhỏ Pháp Hòa 7 tuổi đọc kinh Vu Lan á, một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá Vệ Thành kỳ thủ viên trung. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28 người. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Học vậy đó, dễ thuộc dễ nhớ lắm. Mà ngày xưa chùa có cái cách, hễ bữa nào cúp điện là tụng mấy kinh này nè. Tại sao biết không? Tại thuộc lòng. Bữa nào cúp điện tụng kinh thuộc lòng, bữa nào có đèn tụng kinh bộ. Nhờ như vậy không bài kinh nào không thuộc. Cứ đục hoài, tuần lễ cúp điện 3 ngày, 4 ngày thì được tụng kinh. Thắp cây đèn dầu trứng vịt nhỏ xíu để trên bàn thờ leo lét vậy thôi. Còn dưới này thỉnh mỏ tụng kinh mình thuộc lòng. Cho nên cứ như vậy làm sao mình quên được, phải không? Cho nên thôi thì Pháp Hòa tạm giải thích vậy ha. Thưa đại chúng, kính bạch thầy trụ trì, con xin rất biết ơn thầy đã tạo duyên cho chúng con trong một ngày hôm nay trọn vẹn từ sáng tới chiều để chúng con được an lạc trong cảnh chùa. Và cái cảnh hôm nay rất là thơ mộng, tại vì mình ngồi dưới gốc cây phượng. Pháp Hòa hỏi thầy, con thấy chùa có 2 cây phượng. Thầy nói không, chùa là tới 9 cây rồi. Vậy sao thầy hồi xưa thầy không đặt chùa hoa phượng? Ông nói tôi định đặt rồi đó chứ, chưa sợ cải lương. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã có một bài nói chuyện về tổ rồi. Nhưng mà hôm nay bởi vì chúng ta làm lễ dỗ tổ, cho nên Pháp Hòa chỉ nhắc lại một vài điều. Tổ sư Khương Tăng Hội, tại sao gọi Ngài là Khương Tăng Hội? Bởi vì cha của Ngài là người nước Khương Cư. Nước Khương Cư tức là bây giờ chúng ta gọi là Sogdian ở Bắc Ấn. Cha của Ngài là một người thương buôn sang Việt Nam và lấy vợ người Việt Nam mới có ra Ngài Tăng Hội. Nhưng mà Ngài là người mồ côi từ khi Ngài 10 tuổi, cho nên Ngài đã vào chùa tu. Năm sinh của Ngài thì không ai biết, và bây giờ trong sử chỉ biết là Ngài mất vào rằm tháng 9 280 Tây Lịch, tức là cách đây 1742 năm. Và Ngài, thật ra Ngài không phải là họ Tăng, mà người ta chỉ biết Ngài chỉ một tên thôi, đó là tên Hội. Nhưng mà bởi vì người xưa hễ cái vị Tăng đó mà ở nước nào thì mình sẽ gọi cái nước đó trước, cái quốc gia đó trước. Cho nên Ngài là gốc người Khương Cư, cho nên gọi là Khương. Nhưng mà Ngài là một ông thầy tu, cho nên gọi là Tăng. Và Ngài tên Hội, cho nên gọi là Hội. Vậy thì Khương Tăng Hội không phải là họ Khương lót chữ Tăng tên Hội, hiểu không? Mà ông thầy tên Hội ở nước Khương, Khương Cư, Sogdian. Giống như ngày xưa Ngài Kumala Thập, khi mà bây giờ quý vị dở những bản kinh á, thì mình sẽ thấy người ta để vậy nè: Diêu Tần. Diêu Tần là đời Diêu Tần, đời vua Diêu Tần. Tam Tạng Pháp Sư, tức là cái Ngài là một bậc Pháp Sư thông cả kinh luật luận của Phật giáo, tên là Kumala Thập, cho nên để là Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch, đó là Ngài dịch vào thời vua Diêu Tần. Còn nếu như mà bản kinh đó là do vua ban chiếu chỉ xuống và thỉnh cầu Ngài dịch bản kinh đó thì sẽ thêm 2 chữ phụng chiếu dịch. Phụng chiếu tức là phụng hành
cái chiếu chỉ của vua để mà dịch cái bộ kinh đó. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, bởi vì nhưng mà tại sao Ngài là cái người sanh vào thế kỷ, Ngài có mặt ở Việt Nam, Ngài đã sanh ra tại nước Việt Nam rất sớm và Ngài đi tu rất sớm, cho nên Ngài là cái người có cái công kiến lập trung tâm Ly Lâu ở Việt Nam ngoài Bắc. Sau này vua nước Ngô ở Trung Hoa nghe tiếng tâm của Ngài, cho nên đã mời Ngài sang Trung Hoa để mà truyền bá Phật giáo. Và Ngài đã đến Trung Quốc, lúc đó là nước Ngô á, kinh đô của nước Ngô á, tức là Nam Kinh bây giờ. Ngày xưa cái thời đó đã kinh đô nó nằm ở tại Nam Kinh. Và Ngài đã lập ngôi chùa đầu tiên tại Trung Quốc, tên là chùa Kiến Sơ. Và từ trong kinh, trong sử thường hay ghi là trung tâm Ly Lâu ở tại Việt Nam và trung tâm Kiến Sơ ở tại Trung Quốc. Và vua nước Ngô ở Trung Hoa nghe tiếng tâm của Ngài, mời Ngài qua. Và chính Ngài là người mang Thiền Tông Việt Nam sang Trung Quốc, chứ không phải như xưa nay chúng ta hiểu là mình du nhập. Nói đây không phải là mình giành giật, nhưng mà lịch sử, hiểu không? Tới mình thờ tổ thì mình phải hiểu tổ, lịch sử thôi chứ không có giành giật gì ở đây. Cho nên là Ngài là người mang Thiền Tông sang Trung Hoa và truyền bá tại Trung Hoa. Và bây giờ sử liệu cũng đã ghi rõ như vậy. Quý vị nào muốn biết về Ngài, mình có một quyển sách nói về Ngài, Thiền Sư Khương Tăng Hội. Quý vị có thể tìm quyển sách đó để đọc, để biết được những cái công hạnh tu tập của Ngài. Và hôm nay Pháp Hòa chỉ đọc cho đại chúng nghe một đoạn mà vua đã tán thán Ngài qua một bài minh như thế này: lặng lẽ một mình, đó là khí chất. Tâm không bận biểu, tình không vướng mắc. Đêm đen soi đường, lay người thức giấc, vượt cao đi xa, thoát ngoài cõi tục. Đó là những cái lời tán thán của hoàng gia Đông Ngô thời đó, và người ta đã tán thán Ngài khi Ngài viên tịch. Thì quý vị có thể tìm lại cái bài giảng Tổ Khương Tăng Hội, hay là tìm quyển sách Thiền Sư Khương Tăng Hội để mà đọc. Và Ngài là người đã truyền bá cái pháp thiền căn bản của Phật, đó là thiền an ban thủ ý, tức là quán niệm hơi thở. Ngày nay chúng ta đang theo đó, hít vô biết mình thở vô, hít thở ra biết mình thở ra. Rồi bây giờ mình còn pha chế thêm chút nữa để giữ tâm, không hít vô a di thở ra đà Phật, thay vì mình nói hít vô biết. Những cái phương pháp trong kinh an ban thủ ý, kinh quán niệm hơi thở, thì mình thêm để cho giúp cho hành giả tu tập có nhiều cái tiến bộ. Cho nên là hôm nay mình thì cách tổ xa quá rồi, cho nên đâu có ai biết hình dáng của tổ ra sao nữa. Và sau này khi mà các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam phát hiện Ngài Khương Tăng Hội là người đầu tiên truyền thiền tại Việt Nam, và Ngài Khương Tăng Hội lớn tuổi hơn Tổ Đạt Ma rất nhiều, cho nên là mình thờ Tổ Đạt Ma là tại vì mình ảnh hưởng cái lịch sử là Tổ Đạt Ma đi sang Trung Hoa vào cái thế kỷ thứ 6 thí dụ vậy. Nhưng mà thật ra thì Tổ Đạt Ma sau Ngài Khương Tăng Hội, cho nên sau này các chùa Việt Nam cũng có cái đề xướng là nên thờ Tổ Khương Tăng Hội để kỷ niệm. Và vì mình không có biết được cái hình dáng của Tổ, cho nên mình chỉ phát họa lại. Và có một cái bản phát họa mà ngày nay quý vị thấy mình thờ ở Trúc Lâm đó, đó là một bản vẽ nét của họa sĩ vì Dì Binh Pháp mấy chục năm trước mà quên rồi. Thì mình lấy cái nét đó để mà mình tạo ra cái bức phù điêu Tổ Khương Tăng Hội. Rồi sau này ở Việt Nam mình cũng tạo ra một cái bức tượng của Ngài trên Tây Thiên có để đó, Ngài chống cái gậy đó, không có đeo đội có nón lá đó. Thấy ông Tổ cầm nón lá với ông Tổ đó Việt Nam, cầm nón lá đi quốc dông.
Ngày xưa các thầy ở Việt Nam là cái đi ra đường là như vậy, áo tràng nâu, đội nón lá, mang quốc vong. Và quý vị thấy hình ảnh đó là quý vị thấy đây là một thầy rất Việt Nam. Còn một sư cô Việt Nam ra đường á, là áo nhật bình màu lam, đội khăn khăn lá sen, đội khăn lá sen cầm theo cái nón lá nữa. Đó là sư cô Việt Nam đó. Thưa đại chúng, hôm nay nhân hàng tuần mỗi chủ nhật chúng ta học kinh Pháp Cú. Thì hôm trước á, Pháp Hòa có định nghĩa một chút, nói về một chút hai chữ thiện ác. Bởi vì cái phẩm mà chúng ta đang đọc, đang học ở đây, đó là phẩm ác. Tức là những cái điều gì nó xấu, nó tổn hại đến người, thì người ta gom vào một cái phẩm kinh gọi là phẩm ác. Thì cái phẩm kinh này Đức Phật chỉ cho mình biết cái gì gọi là ác. Nhưng mà trong cái nghĩa căn bản nhất, ác là gì? Cái gì mình nói, mình làm mà tổn hại đến người khác là ác. Có nhiều khi không phải giết họ mới ác đâu. Mình nói một câu mà người ta khổ suốt đời, cái đó còn ác dữ nữa. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, có một vị tổ nói vậy đó: cầm dao giết người chưa gọi là ác, nói một lời mà người khổ đau nhiều năm, cái đó ác. Thì hôm rồi nhân đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong khi mà đọc cái phẩm kinh đó thì Pháp Hòa đọc được một đoạn kinh, trong đó Đức Phật dạy cũng liên hệ đến cái ác. Mà hôm trước, tuần trước Pháp Hòa có nói một đoạn, bữa nay Pháp Hòa đọc đoạn này cho đại chúng nghe. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Chỉ cần mình làm một điều lành thôi còn hơn mình làm nhiều điều ác. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Phật nói tu một tâm lành phá trăm điều ác. Một tâm lành mà mình khởi thì tất cả cái ác nó mất. Đúng như vậy. Ví dụ như ngày xưa là mình tham, mình sân, mình si, mình đủ thứ hết. Mà bữa nay mình ngộ đạo, mình tu, chỉ cần một tâm lành mình khởi thôi, thì mấy cái kia tuy nó không hết, nhưng ít ra nó làm sao? Nó giảm và nó không có tăng trưởng. Ngày hôm qua quý vị nhớ chữ tổng trì không? Đà ra ni đó. Chữ đà ra ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì. Mà tổng trì là gì? Là người có đủ khả năng giữ cái ác không để nó phát sinh, và giữ cái thiện không để nó tổn giảm. Cho nên như chút kim can có thể phá hoại núi Tu Di, cũng như chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại chúng sanh. Phải không? Một cái diêm quẹt mà lên thôi là cháy cả rừng. Một chút thuốc độc thôi có thể chết người, mà không phải chết ít mà chết nhiều nữa. Giống như một con virus COVID vừa rồi thôi. Không, nhỏ xíu vậy thôi, nó lan truyền cả thế giới. Dễ sợ không? Cho nên một cái tâm niệm xấu, một cái tâm niệm ác đó, nó hại rất nhiều. Tại vì mình khởi cái tâm niệm đó là mình sẽ hại một người. Mà hại được một người thành công thì mình giữ cái tâm niệm đó hai người. Mà chúng sanh đó, người có nhiều người người ta đâu có tỉnh. Có nhiều khi người ta bị hại cái người ta hận đời, người ta hại người khác. Ta nói tại vì tôi tốt với mọi người, không ai tốt với tôi, bây giờ tôi không thèm tốt với ai nữa hết. Cho nên cứ cái ác như thế mà nó sanh. Thì đây là cái phẩm, phẩm ác này tổng cộng có 13 bài kệ. Đây là bài kệ thứ 116 trong phẩm ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tọ tâm tội ác. Hãy biến nhát việc lành giờ phút nào, thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Có một lần Pháp Hòa mùa thu, Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên, thì sắp sửa tới mùa khóa tu, Pháp Hòa mới nảy một cái câu: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái giây nào mình thức tỉnh thì mình tu mãi, mà hễ mình tu giây nào thì cái ác nó mất. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè: quý vị nào mà chưa ăn chay trọn một ngày được đó, đừng có lấy cái cớ đó rồi không ăn. Thí dụ bây giờ quý vị ăn một bữa nửa ngày chay ăn nổi không? Được.
Thậm chí bây giờ nói là tôi không ăn nửa ngày được, tôi ăn một buổi sáng thôi. Buổi sáng đó thường thường là bacon với lại món này món kia. Thì bây giờ buổi sáng này sẽ trở thành ra cereal, oatmeal, bagel đồ. Thì buổi sáng đó là chay. Nói chung là bữa ăn nào không có sinh, không có những cái sinh mạng của chúng sanh khác, bữa ăn đó đều được gọi là chay hết. Mình chưa chọn ngày chay thì mình một buổi chay. Cũng như vậy, mình chưa xuất gia được thì mình tu tại gia. Mình chưa làm Phật full time thì mình làm Phật part time. Người ta nghèo thì người ta đi làm 2-3 job, phải không? Và thậm chí bây giờ là mình tu tập á, mà các ngài thường hay đưa ví dụ giống như tu mót vậy thôi. Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, ta kể tuần rồi cũng được nghe. Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem, người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng, mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có, mình làm cho người ta. Nhưng mà nó bay mấy cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói ồ, cái này giống mình tu mót quá. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm, thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm. Hết ngày là hiếm lắm, có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua một buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa. Bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá, thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nữa tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, người ta đập lúa, ta đập rồi ta giục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó, ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày, tới chiều người ta có được lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy. Đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới làm. Không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách. Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu. Thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi. Rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta, nói thôi để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng. Mà ngàn người mua mấy ai được trúng, phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí. Để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là ta rụt xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi. Mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi. Mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành. Ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho, thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nó ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nó cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nó ăn hết lấy gì cho.
cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe, niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác. Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè. Niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc ứng, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân. Rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. Bốn niệm rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm giới. Còn sáu niệm nữa đó, đó là niệm thí, niệm thiên, niệm hưu tức, niệm vô thường, niệm chết, thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi, vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang nữa không? Không, tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào, mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Mà người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được, nhưng mà mình biết cách niệm. Không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm, còn không bao giờ dừng cái tu. Mà quan trọng là biết cách tu, phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không biết cách tu ta nói mình tưởng tưởng tự nhiên vô trống ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tình nó làm gì tôi niệm Phật. Ta nói trời, bả tu càng ngày bả càng ổng tu ổng càng ngày, nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện, nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏi vô trống làm gì? Tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết, họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bóc cóc men men, tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình đó, là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì biết đây là thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Người ta đi làm 11 giờ sáng, người ta mới về tới nhà, người ta mới nằm được có 2 tiếng, mình bon. Mình tụng lăng nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái nơi cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu diện biết, mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời nói đất, nói hay nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe,
Ai cũng hiểu bà Thanh Đề đem chén cơm, chén gạo vô, rồi bị các thầy coi thường á, bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia. Cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên ngồi hỏi lại có tại sao bán vậy. Cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô, bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà Thanh Đề, chứ tôi cũng phải nhìn lại tại sao bà Thanh Đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác. Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm. Biết người ta giận cứ chàng vàng trước mặt như này. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ. Tại mình bị đắp. Thật ra Phó Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm, nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó, mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên về, chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít. Tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình, tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sông. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó không là gì hết đó. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó để bên này được thành một đồng. Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà. Vậy mà còn không đủ sống nữa nè. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tức là cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai. Nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ á, mình đã ăn phải một cái món độc trúng thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trúng thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa
làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa, mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình. Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các Ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy, đầy chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, Kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên trong kinh cũng vậy á, khi nào á, mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường, rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều một chút. Mỗi tối, ngày mỗi sáng dành cho mình 10 phút, rồi mình niệm Phật. Rồi tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong hồng danh bảo sám, 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối hồng danh phải không? Thì cái hồng danh bảo sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân á, 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó. Lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu. Quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn 3 cử. Người nào mà diet thì cũng 1 cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh,
Nhưng mà tối lại thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui. Thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh quyển sách lên đó, dù cho một câu một chữ, chữ nghĩa kinh điển nó cũng ở trong tâm mình. Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lại Phật, thôi bữa nào mát mát lại Phật, mà mệt đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc 3 câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai? Ai hưởng trước? Mến. Thế nên mình thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà Minh Tâm Bảo Giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Cái câu đó là người xưa nói trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riu riu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riu riu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riu riu, nhỏ nhỏ chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hàng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác. Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, Đạo Phật không còn có mặt. Không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối. Chứ đừng chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó, cũng rắc rối dữ lắm đó. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó. Rồi bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại, thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện.
Mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình, mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đó ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa, mà cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật. Như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được, tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt, không có niệm trong xe. Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật, đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không, rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn nó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi, thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên Rồi nếu mà đúng mình, đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe pháp, vừa lái xe vừa nghe pháp cười, người khác người ta ngồi, người ta đậu xe kế bên, ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo pháp. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về, đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy, ông nói cho mình nghe đủ trò đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong 2 giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó. Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói em ơi nếu mong không thành thì sao, là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi. Nhiễm lộn món rồi ha. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ.